vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 30. Cảm ơn Tiền thiếu gia. Tiền Bộ Thiệu đã khẩn cấp tuyên bố tin tức này, trực tiếp đi lên vài bước, lớn tiếng nói, nhân viên dược phẩm Bắc Trần đều đã rời khỏi Bắc Trần, mọi ngỏi nói chỉ là một dược phẩm Bắc Trần, có thể ở Thiền Thành giấy lên bao nhiêu sóng gió a. Mọi người cười ha ha, hai tiểu tử miệng còn hôi sữa, học người khác lập nghiệp. Vẫn là về nhà uống sữa bột đi, trong giới dược phẩm Thiền Thành, bọn họ cũng muốn chạm vào. Lúc trước bọn họ đánh chiêu bài dược phẩm Cửu Thành, tôi thiếu chút nữa còn bị bọn họ lừa gạt, cũng may lúc sắp ký hợp đồng, C thì ưng om kịp thời phát hiện. Ông chủ Châu cười nói, lúc ấy Hạ Bác thiếu chút nữa phải quỳ xuống cầu xin tôi, bộ dạng thấp giọng cầu xin, nhớ tới cũng rất đáng thương. Tiểu Lâm, dược phẩm Bắc Trần có một nửa cổ phần là nhà cha vợ cậu a, cậu nghĩ thế nào? Lâm Tín Bình hừ nhẹ một tiếng, hiện tại Tống gia đều là Sở Trần đang làm mưa làm gió, cha vợ tôi làm sao còn nhớ rõ có con rể như tôi. Chờ sau khi Sở Trần rời khỏi Thiền Thành, bọn họ nói không chừng sẽ nhớ tới nhân vật như tôi. Đúng 10 giờ, sáng, trước cửa khách sạn Thụy Cẩm trực tiếp vang lên tiếng pháo hoa nổ, cồng chiêng huyên náo, múa sư tử chúc mừng. Tiền lão gia tử cũng có mặt, ông nội, khách khứa hầu như đều đến đông đủ. Tiền Bộ Thiệu cười đi lên, đều đang chờ xem trò cười của Bắc Trần. Tiền lão gia gật gật đầu, cũng không bất ngờ, đương nhiên nói, giới dược phẩm Thiền Thành, còn không cho phép hai tiểu tử tới chen chân. Đúng rồi, sao Kiều Tổng lại không tới? Tiền Bộ Thiệu tò mò hỏi, cháu còn tưởng rằng ông ấy sẽ đến cùng ông nội. Tiền lão gia ngẩn ra, chợt nói, hai ngày nay ta ngược lại không có cùng hắn liên lạc, không sao, hắn sẽ đến. Đối tác nhiều năm, Tiền lão gia chút tự tin này vẫn có. Lúc này, bên ngoài có tin tức truyền đến. Nhân viên của Bắc Trần đều đã xuống lầu, tập trung ở quảng trường dưới lầu, không biết muốn đi làm gì. Một người nào đó nói, cửa sổ có thể được nhìn thấy. Đám người Tiền Bộ Thiệu di chuyển đến trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn qua. Đoàn xe của dược phẩm Bắc Trần, bọn họ đang muốn làm gì vậy? Chương trình khuyến mãi lớn tại chỗ. Tôi phải nhanh chóng gọi điện thoại cho cửa hàng, nhìn thấy xe của Bắc Trần, ngay cả cửa cũng không thể cho bọn họ đi vào. Tiếng cười vang lên, Tiền Bộ Thiệu cũng nở nụ cười, đây là sự vùng vẫy cuối cùng của bọn họ a. Còn chưa nói, thoạt nhìn qua, còn rất có khí thế. Tiền lão gia khuôn mặt mỉm cười, quyết đánh đến cùng, tiểu tử Sở Trần kia, vẫn là có chút quyết đoán. Đáng tiếc, đối thủ lúc này của hắn, là Tiền lão gia a. Một người nói, phía trước đoàn xe, Chu Tú Nhu mở cửa xe, vùng nắm đấm cố lên. Sau khi lên xe, Chu Tú Nhu khẩn cấp mở phong thư ra, nhìn. Trong nhảy mắt này, thân thể giống như bị điện giật. Năm chữ to dễ thấy nhất, xuất phát, Linh Bảo Đường. Chu Tú Nhu cả người đều cho choáng váng, không thể tin nhìn nội dung trên giấy viết trong tay. Linh Bảo Đường, chuỗi nhà thuốc lớn nhất của Thiền Thành trải rộng trên toàn thành phố. Bên trong Linh Bảo Đường, 8 phần thuốc đến từ dược phẩm Tiền Thị, từng có ngọ y hoài nghi, Linh Bảo Đỏng chính là một công ty do tập đoàn Tiền Thị mỏ ra, cùng tập đoàn Tiền Thị thân thiết như một nhà. Mấy ngày nay, đám ngọ y Chu Tú Nhu của dược phẩm Bắc Trần thử qua nhiều hiệu thuốc, nhưng chưa từng có ai nghĩ tới Linh Bảo Đường. Bởi vì không muốn tự rước lay nhục. Linh Bảo Đường làm sao có thể đưa thuốc của Bắc Trần lên kệ, đó không phải là đánh vào mặt Tiền Thị sao? Chị Nhu, đây, nhân viên trẻ bên cạnh phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói, điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta, chính là cửa hàng chính của Linh Bảo Đường, cách nơi này không đến 10 phút. Người thanh niên họ Từ tên Tử Kiệt, ánh mắt từ Tử Kiệt mang theo nghi vấn, Nhu giới, chị nói Hạ Tổng bảo chúng ta kéo Bắc Trần Cường Sinh Hoàn đến Linh Bảo Đường, dụng ý gì? Chu Tú Nhu nhìn thoáng qua tuyến đường phía trên phong thư, ngoại trừ cửa hiệu chính của Linh Bảo Đường ra, còn có chi nhánh Linh Bảo Đường ở gần, tuyến đường đã được vẽ sẵn. Linh Bảo Đường ở Thiền Thành có hơn 100 chi nhánh, nếu như được Linh Bảo Đường tán thành, tương đương với việc để cho Bắc Trần Cường Thanh Hoàn thành công đánh vào thị trường Thiền Thành, nhưng mà khuôn mặt Chu Tú Nhu nổi lên chua xót, làm sao có thể. Những chiếc xe còn lại, mọi người cũng vang lên một trận thanh âm ảo ảo. Linh Bảo Đường. Phong thư trong tay mỗi người, đều chỉ thẳng vào Linh Bảo Đường. Không có chiếc xe nào di chuyển, tất cả đều chờ xe số 1. Thật lâu sau, Chu Tú Nhu hít sâu một hơi, mặc kệ như thế nào, thử một lần đi. Xuất phát, đoàn xe của dược phẩm Bắc Trần chậm rãi, chạy ra khỏi đường cao tốc. Đến rồi, hắn tới rồi, nhân viên bán hàng Bắc Trần tới cửa. Tiền Bộ Thiệu nhìn không được cười ha ha,
Vinh Đông NSLN hướng đoàn xe, trong lòng nhìn không được dâng lên một tia chờ mong, có lẽ, Sở Thiếu thật sự có thể tạo kỳ tích. Nhưng mà, một giây sau, Vinh Đông lại lắc đầu âm thầm thở dài, đã đến lúc này, quyết đoán lớn hơn nữa cũng không giúp được gì, đối mặt với dương mưu của Tiền Thị, bất kỳ đối sách nào cũng là vô ích. Không biết dược phẩm Lâm Thị có thể nể mặt mua hắn vào ổ hộp để biếu người thân. Trong đám người, ông chủ Châu đột nhiên nở nụ cười. Thanh âm của Lâm Tín Bình quyết đoán, không thể nào, Sở Trần bất nhân, sẽ không trách Lâm Thị bất nghĩa, hắn đi đến bước này, còn không phải là hắn gieo gió gặt bão sao. Tiền lão gia, tin mừng a, sản phẩm mới của chúng ta lên kệ, được hoan nghênh cực lớn. Có người bắt đầu báo tin vui, thanh âm chúc mừng liên tục vang lên. Mọi người, mời xem màn hình lớn, tôi đã sắp xếp một tiết mục cho tất cả mọi người. Thanh âm của Tiền Bộ Thiệu đột nhiên vang lên. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía màn SLNS lớn. Trên màn hình lớn, một chiếc xe dừng lại trước đèn giao thông, trên thân xe rõ ràng viết bốn chữ lớn, dược phẩm Bắc Trần. Số thứ tự là một từ góc chụp, là một chiếc xe hơi bên cạnh cỏ rèm che xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chụp được. Tôi sẽ phát sóng trực tiếp cho tất cả mọi người, lịch sử quảng bá thúc giục gấp rút của dược phẩm Bắc Trần. Tiền Bộ Thiệu khuôn mặt mỉm cười, đây tuyệt đối là một màn có thể ghi vào lịch sử giới y học Thiền Thành A. Dưới sân khấu có một tiếng cười. Tiết mục này của Tiền Công Tử rất độc đáo. Thông qua các trường hợp thất bại để nhắc nhở chúng ta, những gì nên được làm trong tương lai, những gì không nên làm. Tôi tò mò, điểm dừng chân đầu tiên của dược phẩm Bắc Trần sẽ đi đâu? Tiền Bộ Thiệu cũng đang cười giới thiệu, qua đèn giao thông này, có một hiệu thuốc là của ông chủ Châu. Không biết Bắc Trần có thể dừng lại hay không? Ông chủ Châu lập tức lấy điện thoại di động ra, tôi phải nhanh chóng gọi điện thoại cho bọn họ chuẩn bị một chút, nhưng không thể dính vào xui xẻo của Bắc Trần. Mọi người lại cười một trận, tâm tình Tiền lão gia tử cũng khá tốt, dứt khoát cũng ngồi xuống, hứng thú nhìn xe của dược phẩm Bắc Trần dưới ống kính. Chiếc xe đi ngang qua hiệu thuốc của ông chủ Châu, ôi, dĩ nhiên không có dừng lại, xem ra là có chút tự mình biết mình a. Tôi đoán rằng họ muốn tìm một số hiệu thuốc nhỏ, cố gắng đạt được mục tiêu quảng cáo của họ bằng cách cung cấp cho nhau nhiều lợi nhuận hơn. Mọi người vừa xem, vừa phân tích. Vài phút sau, chiếc xe dược phẩm Bắc Trần số hiệu 1 rẽ một khúc cua, đi về phía một hiệu thuốc quy mô rất lớn, khí thế hào hùng, trước cửa còn treo biểu ngũ, nhưng, nội dung còn chưa mở, hai bên có múa sư tử đang chờ lệnh. Phốc, Lâm Tín Bình phun ra một ngụm trà, tôi không nhìn lầm chứ, xe dừng lại ở Linh Bảo Đường. Ôi mẹ ơi, Bắc Trần đây là muốn tôi cười chết sao? Thế nhưng bán đến Linh Bảo Đường, nếu như Linh Bảo Đường nhận thuốc của bọn họ, như vậy, tôi liền uống thuốc của Linh Bảo Đường này. Tôi đều uống hết thuốc của Linh Bảo Đường trong phạm vi 10 dặm. Tỏi sẽ ngâm nước uống toàn bố thuốc của Linh Bảo Đường Thiền Thành. Mọi người tranh nhau, cười ha ha. Đầu óc Sở Trần uống nước rồi à. Tiền Bộ Thiệu cũng cười lạnh, hắn đột nhiên cảm thấy, Sở Trần cũng không phải là đối thủ đặc biệt đáng sợ gì. Anh xem, hiện tại không phải đang phạm một sai lầm buồn cười sao? Khí phách quyết đánh đến cùng là có, đáng tiếc a, dùng sai chỗ. Trước cửa Linh Bảo Đường, chiếc xe từ từ dừng lại. Bên trong xe, Chu Tú Nhu cùng Từ Từ Kiệt ánh mắt liếc nhau, đều nhìn thấy khiếp sự. Chị, nếu không, Từ Từ Kiệt cắn răng, chị ở trong xe chờ đi, em đi xuống là được. Em thấy có người đang theo dõi chúng ta, chụp lén bằng điện thoại di động. Em đoán họ muốn phát sóng trực tiếp cảnh mất mặt của chúng ta. Chúng ta bán thuốc của riêng mình, hợp pháp và hợp lý, có gì xấu hổ. Những lời này của Từ Tử Kiệt ngược lại làm cho Chu Tú Nhu chấn định lại, đẩy cửa xe, cùng lắm thì bị cự tuyệt, đến cũng đến rồi, đi xuống đi. Đến cũng đến rồi, Từ Tử Kiệt đột nhiên cảm thấy bốn chữ này đặc biệt có ma lực. Hai người vừa mới xuống xe, cửa Linh Bảo Đường đã có vài người cất bước đi ra. Dần đầu là người đàn ông trung niên. Âu phục dày da, lấp lánh hữu thần, thân hình cao lớn có loại khí chàng vô hình. Đồng tử Chu Tú Nhu lập tức ngưng động, làm nghề này, làm sao có thể không nhận ra tổng giám đốc tập đoàn Linh Bảo tiếng tăm lừng lẫy, Kiều Lăng Vân. Khách sạn lớn Thủy Cẩm, giờ phút này cũng ổ lên. Dĩ nhiên là tổng giám đốc Kiều, thật trùng hợp, tôi phỏng chừng tổng giám đốc Kiều vừa vặn chuẩn bị ra ngoài, đến khách sạn Thủy Cam. Mẹ kiếp, bán sản phẩm trước mặt Kiều Tổng. Hai tên Bắc Trần kia phỏng chừng chân đã mềm nhũn rồi. Chậc chậc, thật đúng là trò hay a. Bóng dáng Kiều Lăng Vân càng ngày càng gần, thân thể Chu Tú Nhu cứng ngắc. Nhưng mà, khi Kiều Lăng Vân cách cô chưa tới 3 mét, liền chủ động vươn tay ra, một bên đi về phía trước,
một bên khuôn mặt mỉm cười nói, hoan nghênh. Chu Tú Nhu ngây người, đột nhiên giật mình phục hồi tinh thần, đưa tay nắm lấy tay Kiều Lăng Vân, Kiều Tổng, tôi tên là Chu Tú Nhu. Vậy tôi liền cậy mình nhiều tuổi, gọi cô một tiếng Tiểu Nhu. Kiều Lăng Vân mỉm cười nói, hôm nay vất vả cho các người rồi. Dứt lời, Kiều Lăng Vân vung tay lên, nhất thời, cồng chiêng huyên náo, vang vọng mà lên, múa sư tử sắp ngủ nhảy lên, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Những người làm thuê linh bảo đường nhao nhao đi ra, mở ra cốp xe, bắt đầu vận chuyển Bắc Trần Cường sinh hoàn. Chu Tú Nhu và Từ Tử Kiệt thật lâu không có cách nào phục hồi tinh thần lại. Chuyện GLNG xảy ra vậy, không phải đến đây để quảng cáo sao? Tôi một câu nói cũng không nói gì mẹ kiếp, Từ Tử Kiệt suýt nữa nhịn không được nhảy dựng lên. Tôi hiểu rồi, Hạ Tổng và Sở Tổng căn bản không phải đẻ chúng ta quảng cáo, mà là bọn họ đã sớm đàm phán thỏa đáng với Linh Bảo Đường rồi. Từ Tử Kiệt kích động, thanh âm run rẩy, khó có thể tin, đây thật sự là, Từ Tử Kiệt kích động âm thầm nắm chặt nắm đấm, muốn giống to phát tiết, lại không dám đánh mất lễ nghĩa, nghẹn đến mặt đỏ bừng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây mới là át chủ bài lớn nhất của Bắc Trần. Chu Tú Nhu nước mắt lưng tròng, phấn chấn vô cùng. Khó trách Sở Tổng nói, qua hôm nay, bọn họ sẽ rất bận rộn. Có một khách hàng lớn như Linh Bảo Đường, Bắc Trần lo gì? Ngay cả Linh Bảo Đường cũng nhập số lượng lớn thuốc của Bắc Trần, ai còn dám nghi ngờ Bắc Trần Sayo Ngúp sinh hoàn. Múa sư tử nhảy lên, nội dung biểu ngữ cũng xuất hiện trong mắt mọi người. Nhiệt liệt chúc mừng Bắc Trần Cường sinh hoàn bước vào Linh Bảo Đường. Dòng chữ này, rực rỡ chói mắt, lấp lánh thiền thành. Tuy nhiên, đồng thời, toàn bộ sảnh đợi của khách sạn Thủy Cẩm, im lặng. Lâm Tín Bình, ông chủ Châu, Đặng Anh Tài, Tiền Bộ Thiệu, Tiền Lão Gia, Vinh Đông, ước chừng 10 phút, không ai nói nửa câu, không ai dám thở, hổn hển, thậm chí có vài người cảm giác mình sắp hít thở không thông. Linh Bảo Đường lên kệ Bắc Trần Cường sinh hoàn, quy cách lớn nhất, đãi ngộ cao nhất, cách chào đón long trọng nhất. Bắt đầu từ giờ khắc này, có thể không thể nghi ngờ mà nói, Bắc Trần Cường sinh hoàn, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nặng nề đánh sập thị trường dược phẩm Thiền Thành. Rất lâu, Tiền Bộ Thiệu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hét lớn tắt đi. Lập tức tắt màn hình lớn đi, cố nén kích động muốn hộc máu, vốn định theo dõi trực tiếp trò cười của Bắc Trần, lại không nghĩ tới, bị đối phương trở tay tát một cái, trực tiếp đánh đến nằm sấp trên mặt đất. Không có sức mạnh để đánh trả. Ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng Bắc Trần mở ra lỗ hổng, dĩ nhiên là Linh Bảo Đường. Giống như nước lũ và thú dữ bình thường, lao tới đánh sâu vào. Làm sao có thể là Linh Bảo Đường? Làm sao có thể là Linh Bảo Đường? Có tin tức mới truyền đến, đoàn xe Bắc Trần, tất cả xe cộ, mục đích cuối cùng, đều là Linh Bảo Đường. Như vậy xem ra, toàn bộ chi nhánh của Linh Bảo Đường đều mạnh mẽ lên kệ thuốc Bắc Trần Cường sinh hoàn. Leng keng. Ly rượu trong tay Lâm Tín Bình trượt xuống, rơi xuống đất, vỡ vụn ra. Không thể nào, không thể nào, Sở Trần làm sao làm được. Lâm Tín Bình thản lầm bẩm, một mực lắc đầu, hắn một mực chờ đợi cơ hội này, làm cho Sở Trần thất bại thảm hại, nhưng kết quả, Sở Trần lại đánh một trận tráng lệ. Sở Trần làm sao làm được, ai cũng không nghĩ tới. Tiền Bộ Thiệu vò tới trước mặt Tiền Lão Gia, thần sắc bối rối, không cách nào tiếp nhận kết quả này, ông nội. Ông hỏi Kiều Tổng một chút, đây rốt cuộc là chuyện GL xảy ra. Tiền Lão Gia lấy điện thoại di động ra, vừa định gọi điện thoại cho Kiều Lăng Vân, một lúc lâu sau, bất đắc dĩ lắc đầu, cháu nói xem, Kiều Lăng Vân giở trò gây ra trận chiến lớn như vậy, hắn còn có thể giải thích gì cho ta. Hiện tại lúc này gọi điện thoại qua, chỉ sợ là tự rước lấy nhục. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Sở Trần thắng sao? Tiền Bộ Thiệu phẫn nộ đập mạnh bàn, hắn không cam lòng. Làm sao có thể như vậy? Vinh Đông cũng không khống chế được bản thân, vò tới trước cửa sổ, vung nắm đấm, tôi không phục lúc đưa lưng về phía mọi người, Vinh Đông thiếu gia rốt cục nhịn không được nở nụ cười. Thật không hổ là Sở thiếu. Giờ phút này, đông đảo tân khách ở đây đều không dám nói lung tung, bọn họ đều rất ăn ý không đề cập đến lời đối phương vừa nói. Màn hình lớn đã tắt, thế nhưng, đây là thời đại tin tức, rất nhanh từng tin tức liền truyền đến điện thoại di động của bọn họ. Hơn 100 chi nhánh ở Linh Bảo Đường Thiền Thành, toàn bộ đều đưa thuốc của Bắc Trần lên kệ, không có ngoại lệ. Dược phẩm Bắc Trần, với tư thế cực kỳ mạnh mẽ đã tạo ra một kỳ tích trong giới dược phẩm Thiền Thành. Đồng thời, không ít ánh mắt của không ít người nhao nhao nhìn về phía Tiền Lão Gia.
Điều này cũng có nghĩa là, đánh cược giữa Sở Trần và Tiền Lão Gia. Sở Trần, thắng rồi. Khách sạn Thủy Cẩm yên tĩnh không tiếng động, rất nhiều người dùng ánh mắt hoặc điện thoại di động để giao tiếp. Thậm chí có mấy người lặng lẽ lập một nhóm. Bắc Trần quật khởi, thế không thể ngăn cản a. Linh Bảo Đường thật là giỏi, lại cho Tiền Thị một cái tát như vậy, chẳng lẽ không sợ đắc tội Tiền Thị, hai bên cắt đứt quan hệ sao? Anh đùa gì thế, 80% thuốc của ạ Linh Bảo Đường đều đến từ Tiền Thị, nếu như hai bên thật sự triệt để cắt đứt quan hệ, cuối cùng là kết cục cả hai đều thiệt. Chậc chậc, đối với chúng ta mà nói tựa hồ là một cơ hội a. Nếu như phân phát 80% phần thuốc của Tiến Thị ở Linh Bảo Đường đến tay chúng ta, đây chính là một khối bánh ngọt lớn. Nói tóm lại, thị trường dược phẩm của Thiền Thành, sắp thay đổi rồi. Tôi từng cho rằng dược phẩm Bắc Trần chỉ là tiểu hài tử qua nhà, tôi thật sự đánh giá thấp Sở Trần A, hắn quả thực trời sinh là kẻ gây rối. Lúc này, điện thoại di động của Đặng Anh Tài và mấy người cũng rung lên. Lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, sắc mặt đều tối sầm lại. Bọn họ tuy rằng đều đã rời khỏi Bắc Trần, nhưng nhóm nhân viên của Bắc Trần, bọn họ đều chưa kịp rút. Lúc này, nhóm nhân viên Bắc Trần, vui mừng liên tục báo tin vui. Từ Tử Kiệt, đời này tôi chưa từng hạnh phúc như vậy, mọi người có biết không? Kiệu Tổng bắt tay với tôi à? Đây chắc chắn là đỉnh cao của cuộc đời tôi. Tôi đến một chi nhánh của Linh Bảo Đường, nhưng được hoan nghênh nhiệt liệt nhất à? Các anh em Linh Bảo Đường quả thực nhiệt tinh như lửa, quá mạnh mẽ. Cũng may tôi ở lại Bắc Trần, không chỉ có thể lấy gấp đôi tiền lương trước đó, còn có thể tự mình trải qua kỳ tích Bắc Trần sáng tạo ra. Đặng Anh Tài rời khỏi nhóm chat, Tề Tư Qua rời khỏi nhóm chat, Lý Lão Mi do y khỏi nhóm chat. Không nhìn nổi, người đi theo Đặng Anh Tài rời khỏi Bắc Trần, cả đám đều hối hận, cả người tức giận đến phát run. Bọn họ vốn cũng có thể hưởng thụ phần đãi ngộ này, trải nghiệm phần vinh quang này, thế nhưng, vào thời khắc cuối cùng, bọn họ lại đi theo Đặng Anh Tài rời khỏi Bắc Trần. Bắc Trần cho tôi 1 vạn lương mỗi tháng, nếu như tôi còn ở lại Bắc Trần, tiền lương hàng tháng tăng gấp đôi, a. À. Có người nhìn không được giống to, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Đặng Anh Tài, Đặng Anh Tài, đồ chó này, anh hại chết lão tử. Đặng Anh Tài thần sặc hoảng hốt, lập tức nói, tôi cũng không muốn a, chẳng lẽ tôi biết sẽ như vậy sao? Hơn nữa, đây không phải là lựa chọn của riêng các người sao? Đồ chó. Lão tử liều mạng với ngươi, có người không khống chế được, xông lên đấm Đặng Anh Tài một cái. Loại tình thế này chuyển biến nhanh chóng, tâm tình cao thấp thăng trầm, làm cho bọn họ mất khống chế. Đặng Anh Tài trở thành đối tượng chút giận của họ, toàn bộ đại sảnh của khách sạn Thủy Cẩm, loạn thành một đoàn. Không ít người nhân cơ hội này chạy ra ngoài, đánh nhau rồi, Đặng Anh Tài bị đánh đập dã man. Vinh Đông gửi tin nhắn cho Sở Trần, tòa nhà Kim Bãi, tầng 21. Sở Trần đứng ở bên cửa sổ, khuôn mặt mỉm cười nhìn một đống người chào ra cửa. Gà bay chó chạy, Đặng Anh Tài bị đánh đập bên trong. Sở Trần quay đầu lại, buông tay nói, vậy cũng bình thường, đổi lại là tôi, cũng muốn đánh Đặng Anh Tài một trận để chút giận. Bị người ta đánh một trận còn chưa đủ, thư luật sư của chúng ta sẽ sớm được đưa đến tay Đặng Anh Tài. Hạ Ngôn Hoan khẽ đẩy khung kính màu vàng một chút, loại người không có một chút đạo đức nghề nghiệp này, nên bị trừng phạt nghiêm khắc nhất. Anh rể, em phục rồi. Tống Thu giờ phút này trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên kích động nhảy dựng lên, anh làm sao làm được? Linh Bảo Đường a, anh thế nhưng trong lúc bất động thanh sắc, cùng Linh Bảo Đường toàn diện hợp tác. Khuôn mặt Hạ Bắc cười, lúc ấy hắn nhìn thầy, ông chú làm dịch vụ khách hàng, là tổng giám đốc Kiều Lãng Vân Kiều, phản ứng cũng không kém Tống Thu. Tiền lão gia tử cái gì, cũng dám đánh cược với ngươi như vậy. Nam Cung quận xóm đã biết đầu đuôi sự tình. Liếc Sở Trần một cái, Trần Trần, người đây không phải là khi dễ lão nhân ra sao? Khụ, Sở Trần thở dài một tiếng, ta cũng muốn khiêm tốn, nhưng đối phương liền cắn ta không buông, ta cũng không có cách nào. Tống Nhan yên lặng nhìn Sở Trần một cái, tuy rằng lời nói có chút kiêu ngạo, nhưng cẩn thận ngẫm lại, Sở Trần nói, cũng là sự thật. Thậm chí đánh cược giữa Sở Trần cùng Tiền lão gia tử, cũng là đối phương cố ý phóng đại, sau đó toàn thành đều biết. Trần ca. Anh nói xem, Tiền lão gia khi nào sẽ đến rót trà cho anh nhận sai. Hạ Bắc đột nhiên chờ mong, thần thái phấn chấn, hắn đã khẩn cấp muốn về nhà một chuyến, tất cả mọi người đều cảm thấy Tam thiếu gia Hạ gia hắn không có khả năng thông qua dược phẩm Bắc Trần đánh vào thị trường Thiền Thành, đều cho rằng Hạ Bắc hắn chỉ là đang hồ nháo, đều cho rằng Hạ Bắc hắn là phế liệu, hắn muốn trở về, nói cho mọi người biết, bọn họ đều sai rồi. Nghĩ tới đây,
Hạ Bác liền lòng muốn về nhà lại tựa như mũi tên. Sở Trần mỉm cười, tôi ngược lại không vội, nếu không, Quân tỷ tỷ lại muốn nói tôi khi dễ lão nhân gia. Nam Cung Quân bình tĩnh thưởng thức một ngụm trà, Nhan Nhan, cùng ta đi ra ngoài dạo một vòng xung quanh, nơi này thật sự quá nhàm chán. Tống Nhan mừng rỡ đứng dậy, đã như vậy, Tiểu Bắc, cậu ở lại, chờ đợi đám người có công của Bắc Trần chúng ta chiến thắng trở về. Sở Trần nói, Tiểu Thu, cậu đi lái xe, chúng tôi đang chờ cậu ở lối ra. Được, Tống Thu một mực đồng ý đoàn người Sở Trần đi xuống tầng 1, nhất thời nghênh đón không ít ánh mắt nóng bỏng. Trận Bắc Trần này, rất nhiều người đều nhận được tin tức. Đây chính là kỳ tích của dược phẩm Thiên Thành. Không ai biết Linh Bảo Đồng vì sao lại trợ giúp dược phẩm Bắc Trần, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, Bắc Trần ở Thiên Thành thật sự khởi hành. Bên kia đường, cảnh sát đã đến, hiện trường hỗn loạn. Tin tức Bắc Trần dược một chiêu đánh bại kẻ địch, truyền khắp toàn thành. Hoàng gia, leng keng, Hoàng Ngọc Hằng điên cuồng ném tất cả mọi thứ trong phòng xuống đất. Khuôn mặt trắng nõn tuấn lãng, giờ phút này gân xanh cuồng bạo, không ngừng vặn vẹo. Sở Trần, đi chết đi. Hoàng Ngọc Hằng đấm mạnh vào bàn, lập tức thở hổn hển. Hai chân hắn không nhúc nhích được, nhưng vẫn luôn chú ý tin tức có liên quan đến Sở Trần. Ngày hôm qua sau khi Sở Trần lên đỉnh Sư Vương tranh bá, hắn vẫn luôn chờ mong, hôm nay dược phẩm Bắc Trần của Sở Trần thất bại, sau đó Sở Trần xám xịt lăn ra khỏi Thiền Thành, lại không nghĩ tới, Sở Trần lại có thể ung dung thản nhiên, chiến một đòn phản kịch đẹp như vậy, trực tiếp chặn miệng toàn thành, làm cho tất cả mọi người á khẩu không nói nên lời, tận mắt chứng kiến Sở Trần lần nữa tạo ra một kỳ tích. Điều này khiến Hoàng Ngọc Hằng chấp nhận như thế nào, trực tiếp liền nổ tung, cửa phòng bị đẩy ra, Hoàng Dương tươi cười tràn đầy đi ra, Ngọc Hằng. Đừng tức giận nữa, tạm thời đẻ cho Sở Trần kiệu ngạo mấy ngày, vậy thì như thế nào? Ngược lại, đôi chân của con quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Nghe vậy, thân thể Hoàng Ngọc Hằng mãnh liệt chấn động một chút, chợt từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Dương. Phía sau Hoàng Dương, Tiêu Âm Kỳ cất bước đi vào, ánh mắt nhìn Hoàng Ngọc Hằng, ta đã chuẩn bị xong rồi, Ngọc Hằng, người đã chuẩn bị sẵn sàng đứng lên chưa? Hai tay Hoàng Ngọc Hằng kịch liệt run lên. Ánh mắt tràn ngập kỳ tôi, luôn sẵn sàng. Được, Tiếu Âm Kỳ gật đầu. Trong sân Hoàng gia, 20 thành viên Hắc Diệu Đường Hoàng gia đều đã tập hợp xong. Tiêu tiền bối, Hoàng Dương nói, 20 người này, là người nổi bật trong nhóm võ giả trẻ tuổi của Hắc Diệu Đường Hoàng gia. Khi ánh mắt Hoàng Dương rơi vào một người trong đỏ, lông mày không để lại dấu vết khẽ nhíu một chút, người nọ chính là Hoàng Tú Tú. Trong mắt Hoàng Dương, nhóm người có thể bị Tiếu Âm Kỳ chọn chúng. Nhất định sẽ có thời cơ lớn, hắn tiềm thức không muốn Hoàng Tú Tú tham gia vào trong đó, nhưng tại thời điểm tuyển chọn, Hoàng Tú Tú một đường vào vòng trong, đánh bại không ít người, Hoàng Dương không có lý do gì chính đáng đá Hoàng Tú Tú ra khỏi danh sách. Rất tốt, Tiêu Âm Kỳ nhìn thoáng qua từng gương mặt trẻ tuổi trong viện, khuôn mặt hiện lên một trận ý cười, xe hẳn là sắp tới rồi, mọi người ra cửa chờ đi. Tất cả mọi người đều phấn chấn gật đầu, bọn họ tuy rằng không biết mục đích là nơi nào, nhưng đều biết thân phận cùng thực lực của vị thiếu tiền bối trước mắt này. Có thể đạt được chỉ điểm của thiếu tiền bối, thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh. Hoàng Tú Tú cũng tràn đầy kỳ vọng vào chuyến này. Tiêu Âm Kỳ đích thân đẩy Hoàng Ngọc Hằng ra cửa. Rất nhanh, một chiếc xe buýt nhỏ dừng lại ở cửa. Sẽ có chút chen chúc, tuy nhiên, khoảng cách không xa, tất cả mọi người nhường một chút. Tiêu Âm Kỳ mỉm cười mở miệng, chợt quay đầu lại nói, mời chờ về đi, ít thì 3 ngày. Nhiều thì 5 ngày, Hoàng Ngọc Hằng nhất định sẽ đứng được trở về Hoàng gia. Hoàng Dương nhất thời kích động không thôi, liên tục gật đầu, thiên ân vạn tạ. Nhìn hướng xe rời đi, ánh mắt Hoàng Dương tràn đầy chờ mong, may mắn, Ngọc Hằng có quý nhân tương trợ. Bên trong xe, im lặng vô cùng, bọn họ đều là võ giả trẻ tuổi ưu tú nhất của Hắc Diệu Đường Hoàng gia, giờ phút này trong lòng chỉ có chờ mong. Hoàng Tú Tú ánh mắt NSLN cửa sổ xe rất nhanh rời khỏi khu đô thị Thiền Thành. Đi về phía ngoại ô. Không biết Tiêu tiền bối muốn dẫn chúng ta đi đâu đặc huấn. Bên tai cỏ người nhỏ giọng mở miệng. Một giờ sau, chiếc xe từ từ dừng lại trước một biệt thự. Từ bên ngoài nhìn qua, là một biệt thự ngoại ô rất bình thường, cỏ xanh hoa tươi. Hoan nghênh mọi người đến. Khuôn mặt Tiểu Âm Kỳ mỉm cười, chậm rãi đảo qua tất cả mọi người ở đây. Khi ánh mắt Hoàng Tú Tú cùng Tiểu Âm Kỳ chạm nhau, trong lòng Hoàng Tú Tú rõ ràng sinh ra một cỗ cảm giác lạnh lẽo, trong lòng theo bản năng run lên. Tiếp theo, mọi người sẽ tận hưởng một cuộc hành trình tuyệt vời. Tiêu Âm Kỳ cười, đẩy Hoàng Ngọc Hằng đi vào biệt thự.
những người còn lại ngay lập tức theo kịp. Hoàng Tú Tú đứng ở phía cuối đội ngũ, nhìn cửa chính, trong đầu không cách nào áp chế hiện lên ánh mắt vừa rồi của Tiếu Âm Kỳ. Làm sao có thể như vậy? Hoàng Tú Tú nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ném tạp niệm trong đầu ra ngoài, sau đó một bước chân bước vào cửa biệt thự. Bụp, Hoàng Tú Tú chân trước vừa mới bước vào cửa biệt thự, một cánh cửa biệt thự mở rộng kia đột nhiên đóng lại. Không ít người đều bị thanh âm bất thình lình này hoảng sợ, Hoàng Tú Tú đột nhiên quay đầu lại, trong lòng đột nhiên run lên. Nhìn cánh cửa đóng chặt, cảm giác bất an vừa rồi từ đáy lòng toát ra càng thêm nồng đậm. Đi thôi, Tiếu Âm Kỳ thản nhiên nói một tiếng, đẩy Hoàng Ngọc Hằng đi vào bên trong. Tiếu tiền bối, lúc này, trong số 20 thành viên Hắc Diệu Đường, cuối cùng có người không kiềm chế được lòng hi yêu kỳ, hỏi kế tiếp chúng tôi sẽ làm gì. Tất cả họ đều tò mò, bởi vì khi Hoàng Dương nói chọn bọn họ chọn chúng, Tiếu Âm Kỳ muốn giúp Hoàng Ngọc Hằng một lần nữa đứng lên. Mà thành viên Hạc Diệu Đường được lựa chọn, sẽ đồng hành cùng Hoàng Ngọc Hằng, tiếp nhận đặc huấn của Tiếu Âm Kỳ. Nhưng hiện tại, bọn họ đi theo Tiếu Âm Kỳ tiến vào trong biệt thự, cửa lớn bên ngoài còn trực tiếp khóa lại. Mở đi với tôi mọi người sẽ biết, Tiếu Âm Kỳ đi tới cửa hầm, bước chân dừng lại, đi vào thôi. Thành viên Hạc Diệu Đường đi ở phía pa trước cất bước đi vào. Nhưng mà, vừa mở đi vào, lập tức liền truyền đến một tiếng thét chói tai bèn nhọn vào cùng. Làm cho những người còn lại hoảng sợ, ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người Tiếu Âm Kỳ. Ngay cả một chút kinh hãi cũng không chịu nổi. Tiếu Âm Kỳ nhướng mày. Lúc này, Hoàng Ngọc Hằng ngồi trên xe lăn trầm giọng nói, đây là khảo nghiệm của Tiếu tiền bối đối với các người. Tất cả đi xuống đi. Tiếu Âm Kỳ vung tay lên. Đông đảo thành viên Hắc Diệu Đường trực tiếp đi vào tầng hầm. Một màn trước mặt, làm cho tất cả mọi người kinh hãi, Hoàng sọ run rẩy đến mức thẻ chỏi tai. Một mùi máu tươi nồng đậm xông vào mũi, phỏng mất nhìn lại, bốn phương tám hướng, thi thể khắp nơi. Máu tươi chảy như dòng nước, đây không phải là đạo cụt mà là xác chết thật sự. Đây là nơi nào, tôi muốn ra ngoài, có thành viên Hạc Diệu Đường xoay người muốn chạy, nhưng mà, lối vào tầng hầm, Tiếu Âm Kỳ đầy Hoàng Ngọc Hằng, thần sắc lạnh lùng chặn đường đi của mọi người. Ầm ầm, thân hình thánh vị ẻn Hạc Diệu Đường xông lên phía trước trực tiếp bay ra, ngã xuống đất. Vừa lúc đẻ lên một cỏ thi thể, thống khổ dây dụa, cả người đều run rẩy, ánh mặt tràn ngập kinh hãi khủng hoảng. Gương mặt Hoàng Ngọc Hằng vô cùng nhợt nhạt, không có một tia máu. Điều này không giống như hình ảnh hắn tưởng tượng, có thành viên Hắc Giạt Đường theo bản năng lấy điện thoại di động ra, lại tuyệt vọng phát hiện, ở trong tầng hầm, cản bản không có tín hiệu. Chào mừng đến với phòng thí nghiệm vu thần vĩ đại, một đạo thanh âm vang lẽn phía sau mọi người đàn ông trung niên áo trắng nhẻ máu. Khuôn mặt trắng nõn toát ra khí tức rét lạnh, khuôn mặt phiếm mỉm cười, nhìn mọi người ở đây. Thanh âm phảng phất mang theo sức mạnh quỷ dị, các ngươi là người được chọn, hẳn là cảm thấy may mắn, bởi vì, nếu như thí nghiệm của ta thành công, thân thể các ngươi sẽ bất tử, tồn tại lâu dài trên thế gian. Có người nhận ra thân phận của hắn, thanh âm run rẩy, ngươi là Ninh Quân Tiếu. Mấy ngày trước vụ án buôn lậu người sống chấn động Dương Thành, trong đó một nhân vật mấu chốt. Chính là em trai của Ninh Quản Tiếu, Ninh Quân Hà. Chúng tỏi, trở thành vật thử nghiệm, cổ chuyện gì với thi thế chèn sàn. Chúng tôi xè chết chứ. Cảm xúc sợ hãi lan tràn, không ít người hai chân trực tiếp mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Ánh mắt vô cùng tuyệt vọng, bọn họ trước tiên muốn chạy trốn, thế nhưng, khi ánh mắt chạm vào Tiếu Ảm Kỳ, thậm chí trực tiếp cảm nhận được cái chết đang đến. Ở trước mặt một vị võ đạo tông sư cường đại như Tiếu Âm Kỳ, bọn họ làm sao trốn được. Thán thể Hoàng Ngọc Hằng cũng run rẩy, Tiếu tiền bối, đây là vì sao? Ngọc Hằng, ta là vợ lờ tốt cho ngươi. Tiếu Âm Kỳ vỗ nhẹ bả vai Hoàng Ngọc Hằng, thanh âm nhu hòa, trong người ngươi cô cửu huyền môn kỳ thuật, đời này cũng khổng cỏ khả năng đứng lên. Nhưng mà, nếu như Ninh Tiên Sinh nghiên cửu thi cổ thành công, sau này ngươi đều cổ thẻ đứng lên. Thi cổ, Hoàng Ngọc Hằng tuy rằng không biết là cái gì, nhưng chỉ nghe cái tên này, liền cảm giác được nội tâm đang run rẩy. Rất tốt, Ninh Quân Tiếu ngẩng đầu nhìn lửa qua, mỉm cười nói, 19 võ già trẻ tuổi, hơn nửa còn có một người trong người cửu huyền kỳ thuật, cũng đủ để ta thí nghiệm thi cổ rồi. 19 người, Tiếu Ảm Kỳ ngần ra, đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhanh chóng xoay người, còn có một người không tén váo. Tiếu Âm Kỳ mãnh liệt xông ra ngoài, lúc này, trong góc, có một thanh âm thê lương bẻn nhọn vang lên, mọi người mau chạy đi. Đây là một con quỷ giết người không chợp mắt. Hắn nghiên cứu thí nghiệm, là muốn giết chết người,
lại thử dùng thi cổ khống chế người chết, bất luận thành công hay không, bước đầu tiên, đều là giết các người. Lời vừa dứt, lông tơ cả người Hắc Diệu Đường trong nháy mặt nổ tung. Thi cổ là dùng thi thể của bọn họ nghiên cứu. Mau chạy a! Thanh âm hoảng sợ bối rối, điên cuồng chạy như điên ra bên ngoài. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Tiếu Âm Kỳ mang đến cho bọn họ một đoạn hành trình như mộng ảo này, dĩ nhiên sẽ là con đường tử vong. Nhưng mà, cổ một đạo thân ảnh nhanh hơn, thân ảnh hư ảo, trực tiếp chặn lối ra. Thành viên Hắc Diệu Đường giờ phút này đều đớ đỏ mắt, liều mạng mãnh liệt xông ra bên ngoài. Không thể lao ra được, vậy chính là chết. Ngoan ngoãn ở lại, còn có thể tránh khỏi chút đau khổ. Ninh Quán Tiếu tiện tay vỗ bay mấy người, híp mặt mở miệng nói, hiện tại ai phản kháng càng hung dữ, ta sẽ chọn làm vật thí nghiệm đầu tiên. Câu nối cuối cùng rõ ràng có tác dụng chấn nhiếp, đông đảo thành viên Hắc Diệu Đường sắc mặt đại biến, nhao nhao lui về phía sau, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Họ đã đi vào hang ổ của kẻ trộm, không thể đi ra ngoài. Biệt thự có 5 tầng, trong nháy mắt trước khi tiến vào tầng hầm, Hoàng Tú Tú né tránh, trong nháy mắt trước khi tiến vào tầng hầm. Hoàng Tú Tú nẻ tránh. Cánh cổng tầng 1 bị khóa, Hoàng Tú Tú quyết đoán xông lên tầng 2, cố gắng thoát khỏi biệt thự qua ban công tầng 2. Tuy nhiên, Hoàng Tú Tú xông lên tầng môn 2 nhanh chóng tuyệt vọng. Toàn bộ tầng 2, tất cả các cửa ra vào và cửa sổ đã bị dây khóa. Sao tầng 3, tầng 4, tầng 5, vị trí dẫn lên mái nhà, cũng bị chặn bởi một cánh cửa. Toàn bộ biệt thự, tương đương với một tòa pháo dài bị phong kín. Không có nơi nào để trốn thoát. Xong rồi, khuôn mặt của Hoàng Tú Tú toát lên vẻ tuyệt vọng. Cô tuy rằng không biết trong tầng hầm đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ tiếng thét chói tai tuyệt vọng của thành viên Hắc Diệu Đường, có thể tưởng tượng được hung hiểm trong đó. Làm sao bây giờ? Hoàng Tú Tú dùng sức đập mạnh cánh cửa này, thế nhưng, căn bản không có kết quả. Đây tựa hồ là cửa nhôm thép được chế tạo đặc biệt, vững vàng chặn đường đi của cô. Dưới tầng đã có tiếng bước chân truyền đến. Khuôn mặt nhợt nhạt của Hoàng Tú Tú. Cô lay điện thoại di động ra, theo bản năng muốn báo cảnh sát, nhưng mà, đồng tử chợt co rụt lại. Tiếu Ảm Kỳ sẽ không cho cô cơ hội báo cảnh sát. Cô cũng không thể nói rõ vị trí của mình, ai có thể cứu tỏi. Trong đầu Hoàng Tú Tú chỉ xuất hiện một nhân vật, âm thanh bước chân phía dưới càng ngày càng gần. Hai tay Hoàng Tú Tú run rẩy, nhanh chóng tìm được một số điện thoại trong danh bạ, ấn nút gọi, cô đớ không kịp trở điện thoại ké ỉ nối. Trực tiếp giật điện thoại di động ở một chỗ bí mật. Thân thể đột nhiên vọt xuống tầng. Ở tầng 4, chính diện đụng phải, Tiếu Âm Kỳ. Khuôn mặt Tiếu Ảm Kỳ cược, tiểu nha đầu, người đi đâu vậy? Hoàng Tú Tú chưa từng thấy qua nụ cười khiếp người đến như vậy. Cả người cổ đều nổi da gà, mạnh mẽ làm cho mình chấn định lại, thiếu tiền bối. Tôi muốn về nhà. Lời nói dứt, Hoàng Tú Tú đột nhiên nhảy xuống cầu thang, vọt tới phía dưới. Nhưng chưa đi hai bước. Một cỗ sức lực hào hùng liền nghiền ép mà đến. Thân hình Hoàng Tú Tú lán át, trực tiếp ngã xuống, khi cô ngẩng đầu lần nữa, Tiếu Âm Kỳ đã đứng ở trước mặt cô, còn có khí lực nói, liền tự minh đi xuống. Hoàng Tú Tú sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, một lúc lâu sau, thân thể gian nan, dựa vào vách tường thong thả đứng lên, môi run rẩy, cũng không dám nói thèm gì nữa, từng bước đi về phía dưới. Khi đi vào tầng hầm, nhìn thấy hình ảnh dưới tầng hầm, Hoàng Tú Tú cả người tựa như rơi vào vết nứt. Ác ma, các người là ác ma, Hoàng Tú Tú lầm bẩm, ngã ngồi ở góc tường. Hoàng Tú Tú ngẩng đầu, hy vọng duy nhất của cô là điện thoại có thể được kết nối. Thế nhưng, sau khi kết nối, bôn minh không có bất kỳ âm thanh nào, nếu đối phương coi như là điện thoại quấy rồi trực tiếp cúp máy TSL sao. Hơn nữa, tỷ lệ như vậy rất lớn, đổi lại là Trinh Minh, nếu như nhận được điện thoại như vậy. Phản ứng đầu tiên đại khải cũng là trực tiếp cúp máy. Thân hình của Hoàng Tú Tú run rẩy không kiểm soát được. Trong số các thành viên của Hắc Diệu Đường, đã có người chửi bởi Hoàng Ngọc Hằng, trách móc Hoàng Ngọc Hằng, nếu không phải Hoàng Ngọc Hằng, họ sẽ không trở thành vật thí nghiệm của thí nghiệm kinh dị này. Ồ, chỗ này, đã không còn Ngọc Hằng thiếu gia, tất cả mọi người đều là vật thí nghiệm, là con mồi của Ninh Quân Tiếu cùng Tiếu Âm Kỳ. Một trung tâm mua sắm ở Thiền Thành. Sở Trần cùng Tống Thu sống vai đi, trong tay hai người đều sật túi sách. Nối đến đi dạo phố mua sắm, thần tiên tỷ tỷ cũng không ngoại lệ a. Tống Thu cảm thán một tiếng. Sở Trần khẽ cười, đột nhiên dừng bước, giao túi sách trong tay cho Tống Thu, sau đó lấy điện thoại di động ra. Là một chuỗi các cuộc gọi lạ, địa chỉ ít người gọi là số địa phương Thiền Thành. Người nào,
Tống Thu Đừng ở bên cạnh Sở Trần, ánh mắt theo bản năng liếc mắt một cái, không khỏi cười hắc hắc, không phải là Tiền lão gia khổng chịu được mất mặt tự mình xin lỗi, muốn gọi điện thoại xin lỗi coi như là thực hiện cá cược trừ. Vậy cũng không được a. Sở Trần không mở miệng, trực tiếp nhận điện thoại, xin chào. Đầu dây bên kia, không có âm thanh, Sở Trần nhíu mày một chút, đang muốn cụp máy, Tống Thu ở một bên lại hưng phấn lắc đầu về phía anh, sau đó hạ thấp thanh âm, anh xem, em đoán đúng rồi, khẳng định lột tiền lão ra, Sở Trần ấn nửa dành tay, lại đợi ỉ một hồi, đầu bên kia điện thoại tựa hồ truyền đến một trận thanh ảm ồn ào rất nhỏ, thoạt nhìn giống như cổ người nói chuyện, lại không nghe rõ, đó là cuộc đối thoại cuối cùng giữa Tiếu Ảm Kỳ và Hoàng Tú Tú. Hai người đang làm gì vậy? Tống Nhan cùng Nam Cung Quân đi tới. Tống Thu cười hạc hắc, em phỏng chừng là có người muốn gọi điện thoại xin lỗi anh dế nhận sai, lại không dám mở miệng. Tống Nhan NSLN thoáng qua. Giật mình, Hoàng Tú Tú vì sao phải xin lỗi? Vừa dứt lời, Sở Trần cùng Tống Thu đều ngây ngẩn cả người. Đây là số điện thoại của Hoàng Tú Tú. Sở Trần hỏi, tại sao cô ấy lại đột nhiên gọi điện thoại cho anh, còn không nói lời nào, đúng rồi, làm sao cô ấy lại có sổ điện thoại của anh? Số điện thoại của anh không phải là cái gì bí mật lớn. Tống Nhan nói, tiện tay lấy điện thoại di động của mình ra, lật lại danh bạ, tìm được ghi chú là số điện thoại của Hoàng Tú Tú, anh xem, thật sự là điện thoại của Hoàng Tú Tú, tòa nhà kim bãi chủ yếu là cô ấy phụ trách, cho nên may ngày nay em và cô ấy cùng thường xuyên gặp mặt, trao đổi số điện thoại. Sở Trần nhìn điện thoại di động của mình, theo bản năng hô một tiếng, Hoàng Tú Tú. Một lúc lâu sau, không có phản hồi. Không phải là không cẩn thận ấn chứ. Tống Thu có chút xấu hổ nhìn thoảng qua Sở Trần, hoặc là khụ khụ. Còn người Tống Nhan nhìn Sở Trần. Sở Trần trừng mắt nhìn Tống Thu một cái, ngoại trừ ngày Bắc Trần treo biển, tôi chưa từng gặp qua Hoàng Tú Tú. Đầu dây bén kia, yên tĩnh đến có chút quỷ dị. Nam Cung Quân đột nhiên nói một câu. Sở Trần vốn định cúp điện thoại, Nam Cung Quân vừa nói như vậy, Sở Trần theo bản năng nhíu một chút. Trong trung tâm thương mại, mấy người nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Tống Thu nhìn không được nói một câu, em làm sao lại đột nhiên nhớ tới một bộ phim, GTAL gọi điện thoại, Sở Trần nhíu mày một chút, trầm giọng nói, theo hiểu biết của tôi với Hoàng Tú Tú, cô ấy hẳn không phải là người nhàm chán đến gọi điện thoại cho tôi lại không nói câu GL. Sau khi trầm ngâm một hồi, Sở Trần cầm lấy điện thoại di động của Tống Nhan, gọi điện thoại cho Trương Vận Quốc, Trương Đạo Trưởng. Phiền ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đi điều tra Hoàng Tú Tú Hoàng gia. Tôi muốn biết cô ấy hiện tại đang ở nơi nào, đang làm cái gì. Đầu dây bên kia, tinh thần Trương Vận Quốc chấn động, lập tức gật đầu, hiểu rồi, Sở thiếu. Trương Vận Quốc không dám chậm trễ, đây là lần đầu tiên Sở Trần giao cho hẳn loại nhiệm vụ này. Nhất định phải nhanh chóng hoàn thành. Sở Trần gọi điện thoại xong, nhìn thoáng qua điện thoại di động còn đang duy trì điện thoại, cũng không cúp máy, tiếp tục duy trì rảnh tay, nói, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm, một bên chờ tin tức đi. Đồng thời, biệt thự 5 tầng, bên trong tầng hầm. Tiếu Âm Kỳ đứng ở phía sau Hoàng Ngọc Hàng, ánh mắt bình thản nhìn mọi người xung quanh, mùi máu tươi tràn ngập trong tầng hầm không làm hân cảm giác được nửa phần khó chịu. Ngược lại, làm máu hắn mơ hồ đều có loại cảm giác sắp sôi trào. Hắn thích loại tư vị khát máu này, đây cũng là nguyên nhân Tiếu Âm Kỳ dễ dàng đáp ứng hợp tác với Ninh Quân Tiếu. Trong tầng hầm, ngoại trù, 20 thành viên Hạc Diệu Đường và Hoàng Ngọc Hàng vừa mời tiến vào. Còn có 5 người bình thường còn chưa bị sát hại, trong đó có một người phụ nữ là người phụ nữ trung niên vừa mới cao giọng hô to khiển người Hắc Diệu Đường rời đi. Gì ở phút này đã bị Ninh Quân Tiếu nhấc lén, người nói nhảm quá nhiều, thường sũ chết rất nhanh. Ninh Quân Tiếu vừa phát lực, bẻ gãy cổ người phụ nữ trung niên, người phụ nữ mở to hai mắt, thân thể mềm nhũn vô lực ngã trên mặt đất, ngay sau đó, Ninh Quân Tiếu khoanh chân ngồi, thi cổ u ám xanh biếc từ lòng bàn tay Ninh Quản Thiếu thẩm tháo ra. Thong thả bỏ lên người người phụ nữ trong nháy mắt liền chui vào trong thân thể người phụ nữ. Thân thể người phụ nữ trung niên vốn đã hoàn toàn không còn khí tức khẽ run rẩy, dưới ánh mắt nhìn chám chú của rất nhiều, thế nhưng chạm dây ngồi dậy. Đôi mắt Hoàng Tú Tú tràn ngập hoàng sợ, luyệt vọng. Các thành viên ốn còn lại của Hạc Diệu Đường cũng như thế, bởi vì giờ phút này họ cũng phải đối mặt với những gì người phụ nữ trung niên này chịu đựng. Thi cổ, thân thể Hoàng Tú Tú run rẩy. Hắn không chỉ muốn giết chúng ta, còn ngay cả thi thể của chúng ta cũng không buông tha, nhưng giờ phút này, không ai dám lén tiếng, thậm chí, khi nhìn thấy người phụ nữ trung niên chậm rãi đứng lên, rất nhiều người gắt gao che miệng mình lại,
không dám để cho mình phát ra thanh âm, thần kinh căng thẳng đến cực hạn. Thời gian trôi qua từng chút một, khoảng 5 phút sau, người phụ nữ trung niên ngã xuống đất, thi cổ màu xanh biếc một lần nữa bay trở lại lòng bàn tay Ninh Quân Thiếu. Thân thể người thường, năng lực chịu đựng quả thật quá thấp. Ninh Quản Thiếu mở mắt ra, hắn đã trải qua vô số lần thí nghiệm thi cổ càng ngày càng thành thục, hắn đã không cần thi thể người thường làm thí nghiệm. Ninh Quân Thiếu ánh mặt nhìn về phía người Hắc Diệu Đường. Khuôn mặt mọi người Hắc Diệu Đường kinh hay đại biến, sạc mặt trắng bệch, cả người phảng phất đều bị hàn xương lạnh như bảng bao trùm. Không thể thở được, chơi một trò chơi thế nào? Ninh Quân Thiếu trong lúc bất chợt nở nụ cười, mỗi ngày lặp đi lặp lại thí nghiệm giết người, thật sự quá đơn điệu nhàm chán. Như vậy đi, ta sẽ nghỉ ngơi nửa giờ sau, để các ngươi di bỏ phiếu, người cỏ số phiếu bầu cao nhất, chính là vật thí nghiệm đầu tiên hỏng nay. Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người càng kinh hoàng đến cực hạn. Nội tâm đang run rẩy đến mức độ tột cùng, đều không muốn chết, họ theo bản năng nhìn về phía người khác, đừng bỏ phiếu cho tôi không muốn chết. Tôi không muốn trở thành xác chết khô, cỏ người trực tiếp sụp đổ khóc lởn. Ninh Quân Thiếu không để ý tới phản ứng của những người này, nói với Tiếu Âm Kỳ nói, nơi này không khí không tốt. Chúng ỉa đi lên uống chén trà đi. Tiếu Âm Kỳ mỉm cười gật đầu, vỗ vỏ bả vai Hoàng Ngọc Hằng, nói với mọi người nói, đủ rồi, khỏng cho phép bầu Hoàng Ngọc Hằng, chung quy là đệ tử phái Thanh Dương của ta. Cứ lữ Hoàng Ngọc Hằng ở lại cuối cùng đi, xác suất thành công sẽ cao hơn một chút. Dứt lời, Ninh Quân Thiếu cùng Tiếu Âm Kỳ sống vai đi ra khỏi tầng hầm. Bụp, khi cửa tầng hầm đóng lại trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác máu giống như đóng băng vài phần, ánh sáng hơi có vẻ mờ nhạt, khuôn mặt mọi người đều mang theo tái nhợt, tuyệt vọng, tâm tình sợ hãi vô tận lan tràn, chúng ta hiện tại nên gì? Có người cổ họng khô khốc, thanh âm phát run, cũng không thể ngồi chờ chết a. Chẳng lẽ còn có biện pháp sao? Có người bên cạnh mở miệng, Tiêu Ảm Kỳ là võ đạo tông sư. Dối phỏ chúng ta, động ngón tay, hơn nửa một tên điên Ninh Quân Thiếu, chúng ta chạp thêm cánh cũng không thoát. Sao tỏi đã thử nổ rất nhiều lần, tầng hầm không có một chút tín hiệu, không có cách nào cầu cứu bên ngoài. Khi có người nhắc tới điện thoại cầu cứu, Hoàng Tủ Tủ theo bản năng nghĩ đến điện thoại mình để trên lầu. Chỉ sợ, rất có khả năng, Sở Trần trực tiếp cúp điện thoại đi. Nội tâm Hoàng Tú Tú giống như tảng đá chìm xuống vực sâu. Tôi có một đề nghị. Hoàng Tủ Tú hít sâu một hai, trầm giọng nói, đối phương là ác ma. Coi mạng người như cỏ rác, bọn họ lấy chúng ta làm vật thí nghiệm đồng thời, còn chế định một cái gọi là quy tắc trò chơi, mục đích chính là muốn đồng thời giết chúng ta. Lại xem trò cười của chúng ta. Hoàng Tú Tú ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, cố gắng làm cho mình chấn định lại, cho nên tôi đề nghị, chờ đến lúc chúng ta bỏ phiếu, mỗi người, đều bỏ phiếu cho mình một phiếu. Sĩ có thể giết không thể nhục nhã. Về phần cuối cùng bọn họ chọn ai trước, nghe theo mệnh trời. Mọi người trầm mặc một hồi, tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý, trung tâm thương mại, 15 phút sau khi Sở Trần gọi điện thoại cho Trương Vận Quốc xong, Trương Vận Quốc gọi lại điện thoại di động của Tống Nhan. Trương đạo trưởng gọi tới, Tống Nhan đưa điện thoại di động cho Sở Trần, thật đúng là cổ tài năng thám tử. Sở Trần nhận điện thoại, Trương đạo trưởng, có tin tức không? Đây cũng không phải là bí mật gì ở Hoàng gia. Ta đã nghe được, Trương Vận Quốc trầm giọng nói, Tiếu Âm Kỳ muốn trị liệu chân cho Hoàng Ngọc Hằng, đồng thời, lựa chọn 20 người trong số các võ giả trẻ tuổi của Hắc Diệu Đường Hoàng gia, cùng xuất phát, mục đích không biết, bọn họ đại khái xuất phát khoảng 2 giờ trước. Nghe vậy, lông mày Sở Trần không khỏi nhíu một chút, cố thế tra được bọn họ đi đâu không? Đầu dây bên kia, Trương Vận Quốc lúng túng, trong thời gian ngắn, rất khó, ngay cả người Hoàng gia cũng không biết mục đích của Tiếu Âm Kỳ. Sở Trần nhìn thoáng qua điện thoại di động bên cạnh còn đang duy trì trạng thái nổi chuyện, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cỗ cảm giác bất an. Nếu như tình báo của Trương Vận Quốc không sai, Hoàng Tú Tú hiện tại ít nhất hẳn là ở cùng trỏ với 20 người, làm sao lại có một cái điện thoại quỷ dị không tiếng động như vậy. Hơn nữa, Tiêu Ẩm Kỳ cản bản không hẻ đé Hoàng Ngọc Hằng đứng lên. Lý do này, bản thân nó là một trò lừa bịp. Sau khi cúp điện thoại của Trương Vận Quốc, Sở Trần chậm rãi nói, đây là điện thoại cầu cứu của Hoàng Tú Tú, Hát Tống Thu nghe vậy cả kinh, anh rẻ anh chắc chắn không? Hoàng Tú Tú vì sao lại cầu cứu anh? Sau khi tôi nhận điện thoại ngay cả một chút âm thanh cũng không có, chứng tỏ hoàn cảnh của Hoàng Tú Tú, ngay cả cơ hội nói một câu cũng không có. Lời nói của Sở Trần vừa dứt, Tống Nhan cũng lập tức nhướng mày,
nói cho nén cô ở ủy mới không báo cảnh sát. Lo lắng bị lầm tưởng là đùa giỡn, bị coi thường. Cô ấy một ăn cả ngà về không gọi điện thoại cho Sở Trần, cũng là bởi vì cô ấy cảm thấy, Sở Trần có năng lực đối ý phó Tiếu Âm Kỳ. Tiếu Âm Kỳ là ai? Nam Cung Quân hỏi một tiếng. Phái Thanh Dương, đại khái là trưởng lâu các loại nhân vật, võ đạo tông sư. Sở Trần nói, sư vương tranh bà tội qua, hắn đối với ta động sát khí, hơn nửa một đường đuối giết, may mẩn có người tương trợ. Chỉ là phái Thanh Dương, cũng tới khi rẻ ngươi. Tầm mắt Nam Cung Quân híp lại, tim hẳn ra. Muốn trong thời gian ngắn tìm ra tung tích của Tiếu Ảm Kỳ, chỉ còn có một cách. Sở Trần nhìn thoáng qua điện thoại di động đang duy trì cuộc gọi. Tìm ra số điện thoại của Giang Ánh Đào, thông qua thủ đoạn cục đặc chiến. Sở Trần sau khi tìm được số điện thoại của Giang Anh Đào, dùng điện thoại di động của Tống Nhan bấm. Cô Đào, Sở Trần vừa mở mở miệng, Giang Ảnh Đào liền nghe ra thanh âm của anh, lập tức buột miệng nói, Sở Trần, anh đây là đổi số điện thoại rồi. Tôi đã gọi cho anh suốt thời gian qua, cô Đào có việc tìm tôi. Sở Trần ngán ra, anh đã quên chuyện xảy ra tối qua ở Châu Giang rồi sao? Giang Ánh Đào nói, đại diện võ sư Nam Mỹ một đêm du ngoạn Châu Giang. Một người chạy trối chết, mặt mũi mất hết, sáng sớm hôm nay, đoàn võ sư Nam Mỹ đã khiếu nại anh với ủy viên hội sư vương tranh bá, hơn nữa còn đưa ra hai yêu cầu, một, đế cho anh ở trước mặt mọi người xin lỗi đoàn võ sư Nam Mỹ. Hai là, hủy bỏ danh hiệu quán quân sư vương tranh bá của anh. Sở Trần nhướng mày lên, ủy viên hội bên kia đáp lại như thế nào? Đương nhiên là trực tiếp bác bỏ. Giang Ánh Đảo nói, cung hội trường còn ở trước mặt mọi người thèm bốn chữ đoàn võ sư Nam Mỹ, cố tình gây sự. Nhưng, đoàn võ sư Nam Mỹ thẹn quá hóa giận, tuyên bố muốn tự mình đòi lại công đạo, nghe nói, Nam Mỹ bên kia, có mấy vị cao thủ đức cao vọng trọng, đã chuẩn bị khởi hành, bọn họ sẽ không thông qua con đường chính quy đòi lại cái gọi là công đạo, cho nên, anh phải cẩn thận bọn họ đối phó anh. Sở Trần nhìn thoảng qua Nam Cung Quân ngồi bên cạnh, gật gật đầu. Anh chỉ vì cái gọi là cao thủ Nam Mỹ kia im lặng. Tôi biết rồi, Sở Trần nói, chị Đào, tôi có việc muốn phiền chị, lúc chị gọi điện thoại cho tôi không phải đường dây đang bận sao. Cô có thể giúp tôi kiểm tra vị trí cụ thể của điện thoại gọi cho tôi sẽ báo số điện thoại cho cô. Vì dây trí của người gọi điện thoại cho anh, Giang Ánh Đào rất kỳ quái Sở Trần vì sao lại hỏi vấn đề kỳ quái như vậy, nhưng, vẫn là trả lời, không thành vấn đề, Tĩnh Nhi ở bên cạnh tôi. Đối với cô ấy mà nói, đây là một cái nhấc tay. Sở Trần nói số điện thoại cho Giang Ảnh Đáo. Đầu dây bên kia lập tức chuyển đến thanh ám của Tư Đồ Tĩnh, đơn giản, cho tôi 3 phút. 3 phút, Sở Trần yên lặng chờ đợi, thời gian 3 phút vừa đến, Giang Ảnh Đào lập tức mở miệng nói, vị trí cụ thể của điện thoại tập trung ở một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô phía Tây Thiền Thành. Thanh âm Giang Ảnh Đào nghỉ hoặc, Sở Trần, theo tôi được biết. Khu nghỉ dưỡng kia bởi vì nguyên nhàn đặc biệt nào đó đã gần như đã bị hủy bỏ, bình thường đi tới nơi đó rất ít, Hoàng Tú Tủ làm sao lại ở đó. Tại sao cô ấy không chủ động báo vị trí cho anh? Trong đầu Giang Ánh Đào có quá nhiều nghi hoặc, không có cách nào để hiểu được tình huống kỳ tạ này. Sở Trần đối với Giang Ánh Đào nói ra tên của Hoàng Tú Tú cũng không kỳ quái, hiện tại số điện thoại đều là tên thật, Giang Ánh Đào bảo Tư Đồ Tĩnh đi điều tra. Rất dễ dàng liền biết chủ nhãn số điện thoại tả ai, trầm ngâm một hồi, Sở Trần nói, tôi cũng không biết, tỏi nhận được điện thoại này sau đổ, vẫn không có thanh âm, nói thật, tôi cùng không biết đến cuối cùng có phải Hoàng Tú Tú đang gọi điện thoại cho tôi hay không. Vị trí cụ thể tôi đã gửi cho anh rồi. Giang Ánh Đào thảm dò hỏi, anh định đi qua. Sở Trần nghĩ đến nội dung Trương Vận Quốc tra được, Hoàng Tú Tú là Tiếu Âm Kỳ mang ra ngoài, không chỉ có Hoàng Tú Tú. Còn cổ 20 người hắc diệu đường hoàng gia, trong đó có Hoàng Ngọc Hằng. Họ sẽ làm gì ở một nơi hẻo tánh như vậy? Điện thoại này của Hoàng Tú Tú, rốt cuộc có phải là điện thoại cầu cửu hay không? Trầm ngâm một hồi, Sở Trần gật đầu, tôi sẽ đi qua một chuyến. Vậy chúng tôi giữ liên lạc, nếu anh cần giúp đỡ, gọi điện thoại cho tôi. Giang Ánh Đào cũng quyết đoán mở miệng. Sở Trần cúp điện thoại, đứng lên, ánh mắt dừng chẽ người Tống Nhan. Tôi tự về được. Sao Tống Nhan nổi giành trược, Hoàng Tú Tú lúc này gọi một cuộc điện thoại quài dị như vậy, đầu dây bên kia còn yên tĩnh đến đáng sợ, chừng tỏ quả thật có chuyện gì xảy ra, để cho Tiểu Thu đưa hai người qua, tranh thủ thời gian. Được, Sở Trần mỉm cười gật đầu, bà xã thật sự quá giỏi đoán ý người. Em đi lái xe, Tống Thu cũng quyết đoán đứng lên, rát nhanh, xe chạy nhanh về phía ngoại ô phía Tây Thiền Thành.
Bóng tối bao trùm dưới tầng hầm, nội tâm mọi người đều phảng phất bị hàn xương đóng bàng, lục phủ ngũ tạng đều không thể nhúc nhích, cuộn minh cùng một chỗ. Thi thể đầy đất phảng phất như giang nổi cho bọn họ biết, kế tiếp, bọn họ phải đối mặt. Vở ồ số phận tương tự, nửa tiếng nữa, sẽ sớm trôi qua thỏi. Đột nhiên có người mở miệng, một trận khí tức ảm trầm kinh hãi nhất thời bao trùm lên. Cánh cửa tầng hầm từ từ mở ra, người tiến vào không phải ác quỷ, nhưng so với ác quỷ càng thêm khủng bố. Hắn vốn mặc một thân áo trắng, lại bởi vì giết nhiều người, nhiễm máu tươi, khắp nơi máu loang dữ tợn đáng sợ. Khuôn mặt chàng nõn vô sắc, môi như cánh đao, hai mắt nhìn về phía trước, dường như đang tập trung con mồi tia ép theo của mình. Trò chơi bắt đầu, Ninh Quân Tiếu cất bước đi tới, toàn bộ đứng lên, bắt đầu bỏ phiếu, người có số phiếu cao nhất, chính là vật thí nghiệm đầu tiên. Không khí lạnh tràn ngập tầng hầm, ánh mắt của mọi người đều mang theo tuyệt vọng. Người bắt đầu bỏ phiếu, Ninh Quân Tiếu tùy tiện chỉ một người, thân thể người này run lên, sắc mặt tái nhợt, thanh ám run rẩy, tôi chọn, bản thân tôi nghe vậy, tầm mắt Ninh Quân Tiếu nhẹ nhàng híp lại, lập tức đảo qua những người còn lại, nửa hồi, Ninh Quân Tiếu mặt tươi cười nổi lên tươi cười, không hồ là người nổi bật trong thế hệ trẻ của Hạc Diệu Đường Hoàng gia có loại tinh thần không sợ sống chết, tinh thần hy sinh vì nghĩa tổ, vậy như ngươi mong muốn, ngươi là vật thí nghiệm đầu tiên. Vừa dứt lời, sắc mặt người nọ trong nháy mắt biến đổi mãnh liệt, trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai y chân trực tiếp sụi lơ, ngồi trên mặt đất, sau đó hoảng sự hô to, không, không muốn, không phải như vậy. Tất cả mọi người đều nghe ra ý tuyệt vọng trong lời nói của hắn. Nhưng mà giờ phút này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Không ai dám mở miệng nối thêm nửa câu, sợ Ninh Quân Thiếu thay đổi chủ ý, trực tiếp chọn bọn họ. Bọn họ giống như từng tòa điêu khắc, ở trong gió lạnh, chờ đợi tử thần tới. Không phải là bỏ phiếu sao? Bỏ phiếu A, người này còn đang khàn giọng hô to. Ninh Quân Tiếu đi tới trước mặt người này, khuôn mặt nổi lên tươi cười, muốn ở trước mặt ta đùa bỡn, các ngươi còn chưa xứng. Ninh Quân Tiếu trực tiếp đưa tay ra, bóp cổ họng người này, không đợi hắn nói thêm nửa câu, trực tiếp răng rắc một tiếng, hai mắt hoảng sợ còn mờ đi, liền trực tiếp nghiêng cổ mềm nhũn ra. Tiếp theo, sẽ tiếp tục bỏ phiếu, ta hy vọng những người khác có thể chủ động đứng lên, dũng cảm bỏ phiếu cho chính mình. Ninh Quân Thiếu cười ngâm nga nhìn mọi người, sau đó kéo thi thể này, đi về một bên. Ta hy vọng suy đoán của ta tả đúng. Ánh mắt Ninh Quân Thiếu tràn ngập chờ mong, lòng bàn tay hắn, thi cầu cổ tử màu xanh biếc nhục nhích thân thể, chậm rãi bỏ ra, không bao lâu, liền bò vào cổ họng người chết. Ác ma, ác ma, ác ma. Hoàng Tú Tú tận mắt chứng kiến một màn này, cả người kịch liệt vô cùng run rẩy. Hai mắt đỏ lên, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cảm xúc sụp đổ, chính cô đã đề nghị tự chọn mình. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Ninh Quân Thiếu lại trực tiếp giết người đầu tiên bình chọn cho mình. Là tôi hại hắn, Hoàng Tú Tủ hai mắt đẫm lệ mông lung, thân hình run rẩy. Một lát sau, hai tay lau đi nước mắt, chủ động đi tới phía trước, ngữ khí tuy rằng run rẩy, nhưng cũng kiên định, người kế tiếp, chọn tôi đi. Tầng hầm yên tĩnh không tiếng động. Mọi người ở Hắc Diệu Đường phảng phất đều có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Lời nói của Hoàng Tú Tú quanh quẩn bên tai mọi người, tất cả mọi người trầm mặc cúi đầu. Có lẽ sẽ có người trách Hoàng Tú Tú, thế nhưng, mỗi người tự hỏi, cũng không có dũng khí như Hoàng Tú Tú, chủ động đi ra gánh vác tất cả. Hoàng Ngọc Hằng ngồi trên xe lân NSLN cảnh tượng này, khuôn mặt biến ảo vài cái. Ngươi sẽ là người cuối cùng, Tiểu Âm Kỳ đứng ở phía sau Hoàng Ngọc Hằng. Hai tay đặt trên vai Hoàng Ngọc Hằng, chậm rãi nói, ngươi ngẫm lại đi, hai chân của ngươi đã bị Sở Trần phế đi, nếu không có gì bất ngờ, đời này cũng đừng mơ tưởng lại đứng lên một lần nữa, mà Sở Trần lại tự do tự tại, ngươi có thể chấp nhận không? Hai tay Hoàng Ngọc Hằng nắm chặt nắm đếm, trong mắt tràn đầy oán hận, lắc đầu. Thay vì ti sống không bằng chết, chi bằng, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Tiếu Am Kỵ sau đỏ nói, thanh âm phảng phát bám vào ma lực nào đó. Vang lẻn bên tai Hoàng Ngọc Hằng, một khi thi cổ thành công, cấy thi cổ tử cổ trên người ngươi, liền có thể không để ý đến thuật kỳ môn hai chân, một lần nữa đứng lên, đến lúc đó, ngươi mới có cơ hội báo thù. Hơn nữa, Ninh Tiên Sinh nói, nếu thi cổ nghiên cứu thành công, thi cổ cũng sẽ tiến hóa, có lẽ ngươi sẽ mất đi tất cả ký ức trong thời gian ngắn, nhưng mà, tương lai có một ngày, khi ngươi cường đại đến trình độ nào đó, ngươi có thể khôi phục trí nhớ của ngươi, đây chính là chết rồi sống lại. Đôi mắt của Hoàng Ngọc Hằng sáng lên, cố tìm đường sống trong chỗ chết,
Ánh mắt Hoàng Ngọc Hằng dừng trên người Ninh Quân Tiếu, hơi mũ đột nhiên có chút mong đợi. Ngọc Hằng, anh đừng tin lời hắn, người chết như đèn tắt, sao có thể chết rồi sống lại. Hoàng Tú Tú IOT tiếng mở miệng, sau khi đưa ra quyết định vừa rồi, nội tâm Hoàng Tú Tú ngược lại không quá sợ hãi, lời nói của ác ma, một chữ cũng không thể tin tưởng. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, người sẽ tin tưởng thi cổ tồn tại sao? Tiếu Âm Kỳ cười lạnh, lĩnh vực ngươi không tiếp xúc được, chưa chắc đại diện cho việc không tồn tại. Hoàng Ngọc Hằng hít sâu một hơi, đôi mắt mang theo điên cuồng, Tiếu tiền bối, tôi tin ngài. Hai tay Hoàng Tú Tú run rẩy, không thể tin nhìn Hoàng Ngọc Hằng. Hoàng Ngọc Hằng từng là đại diện thế hệ trẻ xuất sắc nhất của Hoàng gia, nhưng bây giờ, hắn lại lừa chọn tin vào ác ma. À, đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ quỷ dị vang vọng, quanh quẩn xung quanh tầng hầm. Mọi người nhất thời cảm giác được sờn tóc gáy, cả người đều nổi da gà, đồng tử mờ to tròn vo, nhìn chằm chằm phía trước. Phát ra thanh âm kêu thảm thiết, rõ ràng là một cỗ thi thể nằm trên mặt đất, sau khi thi cổ từ cổ màu xanh biếc tiến vào hầu họng của hắn, thi thể này một mực hiện ra hào quang màu xanh nhạt u ám, lúc này, khuôn mặt của hắn rõ ràng méo mó, cả người phảng phất lập tức sổng lại, cổ họng nhúc nhích, phát ra âm thanh kêu thảm thiết chói tai, đồng thời xương cốt cả người cũng vang lên. Đối diện, ánh mắt Ninh Quân Tiếu sáng ngời, chợt nín thờ, nhìn không chớp mắt, đồng thời cảm thụ được biến hóa của thi cổ tử cổ trên cỗ thi thể này. Tử cổ của thi cổ đã dung nhập vào, bắt đầu khống chế thi thể này. Ninh Quân Tiếu vừa lẩm bẩm, vừa nhìn thi thể này chậm rãi đứng lên. Quả nhiên, thể chất võ giả có thể chống đỡ được năng lượng của thi cổ tử cổ, hắn tuy rằng đã chết, nhưng sức lực vẫn còn, một khi thành công, dung hợp năng lượng thi cổ tử cổ, thực lực của hắn. So với lúc còn sống, còn có thể tăng gấp đôi. Ánh mắt Ninh Quân Tiếu toát ra cuồng nhiệt, hắn chưa bao giờ đến gần thành công như vậy. Thi thể đứng lên, cứng ngắc vô cùng, hai tay chậm rãi nhấc lên. Hình ảnh vô cùng quỷ dị, trong tầng hầm còn có vài người bình thường, lúc này không khống chế được phát ra tiếng thét chói tai. Ánh mắt Tiếu Âm Kỳ cũng tràn ngập chờ mong nhìn về phía trước. Tất cả những gì hắn làm, cũng là một trận đánh cược. Thi cổ có thể thành công hay không? Chính là mấu chốt để hắn thắng thua. Thi thể dần dần hoạt động thuận lợi tự nhiên, cuối cùng đứng ở trước mặt Ninh Quân Tiếu, không nhúc nhích, giống như người sống, khác biệt duy nhất chính là, hắn mở hai mắt là ánh sáng màu xanh. Dung hợp ban đầu đã thành công, Ninh Quân Tiếu mở to hai mắt, phấn chấn nở nụ cười. Điều này có nghĩa là, nghiên cứu thi cổ đã thành công. Phương hướng của hắn không có sai, chỉ cần cho ta thêm một chút thời gian bồi dưỡng thi cổ tử cổ này. Liền có thể để cho hắn đi ra ngoài giống như người bình thường, NSLN không ra bất luận cái gì khác thường. Ninh Quân Tiếu ánh mắt đột nhiên NSLN về phía Hoàng Tú Tú, đột nhiên cười quỷ dị, ta cho ngươi một cơ hội thế nào? Nếu ngươi có thể đánh bại hắn, ta có thể để ngươi sống sót. Ninh Quân Tiếu đột nhiên chỉ vào thi thể kia, đồng tử Hoàng Tú Tú đột nhiên chấn động, không đợi Na Cu Ân trả lời, cỗ thi thể kia đã vào tới phía cô. Trong nháy mắt này, Hoàng Tú Tú có loại cảm giác bộ xương sống đều bị băng chùy đâm xuống, thân thể kịch liệt run lên. Đó là một cỗ thi thể, lại giống như người sống vọt về phía cô. Khí thế hung mãnh, Hoàng Tú Tú chưa từng trải qua cục diện như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng, suýt nữa trực tiếp bị một quyền đánh bay. Sau khi thân thể lẳng lặng tránh né mấy chiêu, Hoàng Tú Tú lấy hết dũng khí, ra quyền nghênh kích. Tại sao hắn mạnh mẽ như vậy? Hoàng Tú Tú run rẩy. Đều là thế hệ trẻ của Hắc Diệu Đường, cô đối với người này hiểu rõ, thực lực bình thường còn không bằng cô, nhưng hiện tại, một quyền xuống, làm cho Hoàng Tú Tú có loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Thi cổ có thể làm cho sức mạnh của người chết càng thêm cường đại. Ninh Quân Tiếu lần nữa nghiệm chứng ý niệm của hắn, khuôn mặt tươi cười càng sâu. Thi cổ còn có một ưu điểm, hắn có thể bất chấp tất cả thủ đoạn tiến công, cho nên, mỗi một chiêu của hắn, đều có thể làm cho kẻ địch coi là cách cùng đến chỗ chết. Ninh Quân Tiếu nhìn trận chiến đấu này, Hoàng Tú Tú công kích, đều bị đối phương bỏ cuộc, căn bản đối với đối phương tạo không thành một chút thương tồn. Cửu huyền môn, còn có cái gọi là chính thống đại phái, cuối cùng có một ngày, các ngươi đều sẽ bị vu thần môn ta dẫm ở dưới chân. Ninh Quân Tiếu bắt đầu ước định tương lai, thiên hạ tất cả đều thuộc về vu thần môn. Xin chúc Ninh tiên sinh, Tiếu Âm Kỳ đẩy Hoàng Ngọc Hằng đi tới, đồng thời nói, Ngọc Hằng, người có thấy không? Ninh tiên sinh làm. Cũng không phải là muốn giết các người, mà là cho các người một cơ hội ngàn năm có một, để cho các người một bước lên trời, có được kỳ ngộ người thường không cách nào tưởng tượng,
càng sớm dùng thân thể của mình để tẩm bổ thi cổ, càng sớm có thể bước vào cảnh giới khôi phục trí nhớ. Ánh mắt Hoàng Ngọc Hằng toát ra điên cuồng, nhìn Ninh Quân cười, đột nhiên hai tay chống xe lăn lên, cả người quỳ xuống nằm trên mặt đất, Ngọc Hằng khẩn cầu Ninh tiên sinh ban cổ. Ánh mắt Hoàng Ngọc Hằng mang theo cuồng nhiệt, máu đỏ. Ninh Quân cười ha ha, được, Hoàng Ngọc Hằng, người có phần tâm tư này, như vậy, người sẽ trở thành thi cổ cường đại nhất trong tay ta. Hoàng Tú Tú bị đánh bay, ngã xuống đất, cỗ thi thể kia cũng không có tiếp tục truy kích, đã bị Ninh Quân tiếu triệu hồi trở về, khoanh chân ngồi. Ngọc Hằng, anh điên rồi sao? Hoàng Tú Tú hét lớn, khó có thể tin được. Hoàng Ngọc Hằng nằm trên mặt đất, tựa như tín đồ cuồng nhiệt nhất, ngẩng đầu nhìn Ninh Quân thiếu. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ninh Quân cười cất bước tiến lén. Khuôn mặt của Hoàng Ngọc Hằng toát lên nụ cười ước định, đợi trí nhớ của ta khôi phục, ta sẽ là đỉnh cao của thế gian này. Khuôn mặt Hoàng Ngọc Hằng mỉm cười, thân thể ầm ầm ngã xuống. Mang theo hạnh phúc, khát vọng, và hy vọng tốt đẹp cho tương lai, dũng cảm chịu chết. Con sâu màu xanh lá cây bắt đầu nhúc nhích, chậm rãi chui vào cổ họng Hoàng Ngọc Hằng. Hoàng Tú Tú tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hoàng Ngọc Hằng là người thứ hai, kế tiếp, mỗi ngòi ở đây đều khó thoát khỏi xui xẻo toàn bộ tầng hầm, một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng. Lối vào khu nghỉ dưỡng Tây Gia, một chiếc xe tựa như mũi tên rời cung bay vào. Khắp nơi đều là công trình chưa hoàn thành. Tống Thu cảm thán nói, lúc trước nói muốn xây dựng khu nghỉ dưỡng này, tôi còn rất hưng phấn, kết quả, quy mô không như ý muốn thay đổi, hiện tại phòng chừng cũng không có người tới nơi này đi, kỳ quái, Hoàng gia làm sao lại đến cái chỗ này. Còn cách vị trí của cô đào gửi bao xa? Sở Trần hỏi, Tống Thu nhìn thoáng qua, khoảng 10 phút. Sở Trần gật đầu, nhìn thoáng qua Nam Cung Quân bên cạnh, quản tỷ tỷ, đang suy nghĩ cái gì? Hát Nam Cung Quân nhìn hướng xe chạy, liễu mi nhíu lại, rất đậm mùi máu tanh. Nghe vậy, khuôn mặt Sở Trần biến đổi, tầng hầm tối tăm, từng đạo ánh mắt đều nhìn chăm chú vào Hoàng Ngọc Hằng đang nằm trên mặt đất. Một lát sau, thân thể Hoàng Ngọc Hằng khẽ rung động, xương cốt phát ra tiếng va chạm. Giống như thi thể lúc trước, Hoàng Ngọc Hằng nhẹ nhàng đứng lên, rất nhanh, đứng thẳng người. Nếu Hoàng Ngọc Hằng còn ý thức thì giờ phút này nhất định sẽ vui mừng đến phát khỏe. Hắn, Hoàng Ngọc Hằng, cuối cùng cũng đứng dậy được. Hoàng Ngọc Hằng phảng phất không giống người trước. Hai tròng mắt của hắn bắt đầu xuất hiện hào quang màu đỏ như máu, nhìn qua dị thường khủng bố. Chuyện ta đáp ứng ngươi, há lại nuốt lời. Tiểu Âm Kỳ nở nụ cười, ngươi xem, ngươi hiện tại không phải đã đứng lên rồi sao? Cuối cùng thành công rồi. Nếu như thành công của vật thí nghiệm đầu tiên cũng là may mắn, thì thành công của Hoàng Ngọc Hằng khiến Ninh Quân Tiếu hoàn toàn yên tâm. Hắn âm thầm lên kế hoạch trong nhiều năm, sau một thời gian dài thử nghiệm, cuối cùng hắn đã nghiên cứu ra thi cổ. Có thi cổ, tất cả tổn thất đều xứng đáng. Ninh Quân Tiếu cười dữ tợn, lẩm bẩm nói, em trai, cho dù em bị kết án tử hình, anh không có cơ hội cứu em, nhưng anh nhất định phải có cách giải cứu thi thể của em, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Đó là điều duy nhất anh trai có thể bù đắp cho em. Tầng hầm yên tĩnh, từng khuôn mặt tuyệt vọng sợ hãi, nhìn Ninh Quân tê tê yếu. Đây là một kẻ điên, một con quỷ, tán tận lương tâm. Thanh âm Hoàng Tú Tú phát run, các người làm ra loại chuyện này, nhất định sẽ gặp báo ứng. Ninh Quân Tiếu khuôn mặt mỉm cười, nhìn Hoàng Tú Tú, chậm rãi cất bước đi tới, ta không nhớ lầm, ngươi là người tiếp theo dũng cảm chịu chết. Hoàng Tú Tú sắc mặt tái nhợt, nhìn Ninh Quân Tiếu từng bước đến gần, nội tâm tuyệt vọng. Hoàng Tú Tú biết mình không cách nào chống cự, hai mắt chỉ có thể tuyệt vọng nhắm lại, cô không cách nào đối mặt với ánh mắt ác ma này. Ảm, chợt. Một tiếng nổ lớn, kinh thiên động địa, trong lòng mọi người đều chấn động, Hoàng Tú Tú cũng mở mắt ra, âm thanh gì, Ninh Quân Tiếu bước chân cũng ngừng lại, quay đầu nhìn lại. Tiếu Âm Kỳ nhướng mày, nhìn phương hướng cửa vào tầng hầm. Sao thanh âm bước chân đột ngột vang lên, tới gần lối vào tầng hầm, ánh mắt Tiếu Âm Kỳ hiện lên một đạo sát khí, theo bản năng áp sát. Bụp, cửa lớn tầng hầm bị đẩy ra, một chùm ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, đồng thời. Một đạo thốn ảnh đứng ở cửa, cao lớn cao ngất. Bên ngoài ánh đèn rất sáng, trong lúc nhất thời nhìn không thấy dung mạo của thân ảnh này, chỉ có thể NSLN thấy đại khái hình dáng. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tới. Đạo thân ảnh này đi vào bên trong đi vài bước, con người Hoàng Tú Tú đột nhiên phóng đại, mở to đến cực hạn, không thể tin nhìn người tới. Cô nhận ra, Hoàng Tú Tú môi phả run, kinh hô thanh tiếng, mang theo kích động. Sở Trần.
Tầng hầm tuyệt vọng và khủng khiếp đột nhiên xuất hiện một chùm ánh sáng. Hoàng Tú Tú không cách nào hình dung cảm giác khi nhìn thấy Sở Trần, cô chỉ có liều mạng gọi tên Sở Trần, phóng thích sợ hãi trong lòng. Sở Trần tới rồi, tuy rằng mình gọi điện thoại cho Sở Trần, nhưng Hoàng Tú Tú căn bản không dám tưởng tượng, Sở Trần thật sự có thể nhanh như vậy chạy tới. Khó trách anh trai trước khi rời khỏi nhà, quyết đoán dặn dò cô cùng cha, mặc kệ lập trường bất luận kẻ nào của Hoàng gia, bọn họ tuyệt đối không cùng Sở Trần là địch. Cũng may mình vẫn luôn tỏ ra thiện ý với Sở Trần, mới có thể có một màn lúc này. Cứu mạng, cứu chúng tôi, mọi người ở Hắc Diệu đường Hoàng gia thấy có người tiến vào, giống như người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, một đám hô to. Là Sở Trần, cứu mạng a, Ninh Quân Thiếu là một cuồng ma giết người. Tầng hầm của cả biệt thự là nơi có mùi máu tươi nồng nặc nhất, sau khi tới gần biệt thự, không cần Nam Cung Quân nhắc nhở, Sở Trần cũng đã nhận ra. Nhưng mà, hình ảnh bên trong tầng hầm, vẫn nằm ngoài dữ liệu của Sở Trần. Mùi máu đỏ tươi nồng đậm vô cùng, đây là nguồn gốc của mùi máu tươi mà Quân Tỷ Tỷ nói, ánh mắt Sở Trần nhìn lại, dưới ánh đèn tầng hầm chiếu rọi, từng cỗ thi thể nhuộm đầy máu tươi, ngổn ngang nằm trên mặt đất, nam nữ già trẻ, chết không nhắm mắt. Thoạt nhìn, đây là địa ngục trần gian, bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu cứu. Tầm mắt Sở Trần rơi vào trên người một người, đồng tử đột nhiên chấn động. Hoàng Ngọc Hằng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giờ phút này hai tròng mắt lóe lên ánh sáng đỏ như máu, nhìn Sở Trần. Hoàng Ngọc Hằng dĩ nhiên đứng lên rồi. Chuyện gì đã xảy ra với thi thể ở khắp mọi nơi? Sở Trần, Ninh Quân Tiếu muốn bắt chúng tôi tới nghiên cứu thi cổ. Thanh âm của Hoàng Tú Tú hét to. Thi cổ, trong đầu Sở Trần tựa như có sấm sét chợt nổ ỉ lên. Đột nhiên nhìn chằm chằm Ninh Quân Thiếu cả người nhiễm máu. Thi thể khắp nơi, Hoàng Ngọc Hằng đứng, Hoàng Tú Tú đã bị bắt, từng hình ảnh lướt qua trong đầu Sở Trần. Anh hiểu rồi, thăm dò nghiên cứu thi cổ, không chỉ là Vu Thần môn chủ Ninh Quản Hà, còn có người trước mắt này, Ninh Quân Thiếu. Sinh ra làm người, ngay cả một chút lương tri cũng đánh mất, Ninh Quân Thiếu, ngươi không bằng xúc sinh. Sở Trần hít sâu một hơi, cố gắng áp chế lửa giận tràn đầy, thi thể khắp nơi. Đang im lặng tố cáo tội ác của Ninh Quân Thiếu, hai tay Sở Trần khẽ run rẩy, không phải sợ hãi, là phẫn nộ. Thắng làm vua thua làm giặc, đây là chân lý từ xưa đến nay không thay đổi. Ánh mắt Ninh Quân Thiếu khóa chặt Sở Trần, nhìn Sở Trần từng bước đi xuống, thiên đường có đường ngươi không đi, lại ỉ muốn bước lẽn bậc thang xuống địa ngục. Sở Trần, ta tuy rằng không biết vì sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này, thế nhưng ta biết chính là, đây là bất hạnh lớn nhất đời này của ngươi. Ha ha ha, Tiêu Âm Kỳ tùy ý cười, thi cổ đã nghiên cứu thành công, chúng ta vừa lúc muốn tìm ngươi, không nghĩ tới, ngươi lại tự động đưa tới cửa. Ngọc Hằng, không phải ngươi muốn tìm Sở Trần báo thù sao? Cơ hội của ngươi đến rồi, Tiêu Âm Kỳ nhìn về phía Hoàng Ngọc Hằng, khóe miệng Ninh Quân Thiếu khẽ nhếch, tâm niệm vừa động, Hoàng Ngọc Hằng lập tức vọt về phía Sở Trần. Sở Trần đấm vào người Hoàng Ngọc Hằng, thân hình cỏ ba Hoàng Ngọc Hằng bởi vì quán tính lảo đảo và ý cái. Nhưng cản bản không cần điều chỉnh, trực tiếp nhào về phía Sở Trần. Sở Trần cẩn thận, Hoàng Tú Tú lo lắng hô to, Hoàng Ngọc Hằng đã bị Ninh Quân Thiếu giết chết, đây là thi thể bị thi cổ khống che. Thi cổ, dã điêu tộc nghiên cứu thành công. Ánh mắt Sở Trần dừng trên người Hoàng Ngọc Hằng, anh âm thầm vui mừng, may mắn anh để ý, không có cúp điện thoại của quả không thể tưởng tượng nổi một khi người nơi này toàn bộ bị giết sạch, lại dùng thi cổ khống chế, Ninh Quân Thiếu sau khi rời đi. Lại thông qua thi cổ khống chế người bên ngoài, một đám thâm nhập, Sở Trần không có cách nào tưởng tượng, đó sẽ là hình ảnh GL. Sở Trần trong lúc bất chợt ý thức được cái gì, nhìn về phía Tiếu Âm Kỳ, tầm mắt khẽ híp lại, đẩy là lý do ngươi dám giết ta. Biết rõ mình là đệ tử cửu huyền, Tiếu Âm Kỳ còn dám hạ sát thủ với anh trước mắt bao người, Tiếu Âm Kỳ cậy vào, nhất định là thi cổ. Ta vẫn cảm thấy ngươi là người thông minh, nhưng mà, người thông minh làm sao có thể tự đâm đầu vào lưới. Tiêu Âm Kỳ nở nụ cười, hứng thú nhìn Sở Trần và Hoàng Ngọc Hằng chiến đấu. Thực lực của Hoàng Ngọc Hằng so với Sở Trần còn kém quá xa, cho dù là bị thi cổ khống chế, cũng mãi mãi không bằng Sở Trần đã bước vào tiên thiên cảnh giới. Nhưng mà, thi cổ không sợ hãi bất luận cái gì công kích, thậm chí có thể nói, cho dù Sở Trần chém đầu Hoàng Ngọc Hằng xuống, Hoàng Ngọc Hằng cũng có thể phát động công kích Sở Trần. Hoàng Ngọc Hằng lần lượt bị đánh bay, lại lần lượt đứng lên, điên cuồng tấn công Sở Trần. Hoàng Tú Tú trong lòng căng thẳng, nhìn cửa lớn tầng hầm đã mở ra, lại nhìn hai người giờ phút này đang chiến đấu, Hoàng Tú Tú hít sâu một hơi,
trầm giọng mở miệng nói, Sở Trần đến là cơ hội sống sót duy nhất của chúng ta, mọi người không cần chờ nữa, cùng nhau lên, có thể chạy ra một là một. Dứt lời, Hoàng Tú Tú dẫn đầu xông lên, còn lại thành viên Hắc Diệu Đường Hoàng gia liếc nhau một cái, cũng nhao nhao ra tay. Thay vì chờ chết, chỉ bằng buông tay đánh một trận. Sở Trần xuất hiện cho bọn họ hy vọng cực lớn, bởi vì, ngay tại cuộc thi sư vương tranh bá vừa mới kết thúc, Sở Trần dưới sự truy sát của Tiếu Âm Kỳ chiếm được quán quân. Liều mạng với hắn, thấy hình ảnh này, khóe miệng Tiếu Âm Kỳ khẽ lạnh lùng dơ lên không biết tự lượng sức mình. Thân ảnh Tiếu Âm Kỳ tựa như quỷ mị chợt lóe, nhất thời, mấy thành viên Hắc Diệu Đường Hoàng gia bị đánh bay ra ngoài. Đừng quá dùng lực, đây đều là những bảo bối của ta a. Ninh Quân Tiếu đứng ở một bên, cười tủm tỉm mở miệng, khóe mắt bất chợt liếc về phía lối vào tầng hầm, đồng tử theo bản năng co rụt lại, lòi vào tầng hầm không biết tự ý ục nào lại có thêm một người, ánh đèn bên ngoài quá sáng, không thấy rõ khuôn mặt, từng bước đi xuống bậc thang, Ninh Quân Tiếu cuối cùng thấy rõ ràng, đó là một khuôn mặt phảng phất như không ăn lửa khói nhân gì ân, áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, hai tròng mắt bao trùm hàn xương lạnh như băng. Phía sau cô, một thiếu niên đi theo, thiếu niên trong mắt tràn đầy lửa giận, nắm chặt nắm rắm, nhìn tình huống bên trong tầng hầm. Ngươi là ai? M. Ninh Quân Tiếu có loại cảm giác bất an khó hiểu dâng lên trong lòng, gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ áo trắng. Cô xuất hiện ở tầng hầm, giống như là tiên tử áo trắng lơ đãng rơi xuống địa ngục Tu La. Tiếu Ẩm Kỳ cũng nhận ra Nam Cung Quân đến, thân ảnh chợt lóe, nhìn Nam Cung Quân. Trong lòng có bất an mãnh liệt, Nam Cung Quân nhìn thoáng qua Y Ninh Quân Tiếu, trong lúc bất chợt mở miệng, thanh âm rất nhạt, quỳ xuống. Đối với Ninh Quân Tiếu mà nói, giống như là trong lúc cuồng phong bão táp nhấc lên, đột nhiên nhào tới phía hắn. Ninh Quân Tiếu hô hấp tựa hồ đều muốn bị bóp chết, sức mạnh vô hình phô thiên cái địa nghiền ép mà đến, tập trung ở trên hai nặng ngàn cân, khuôn mặt nghẹn đến tím tái, thân thể cực lực muốn ngăn cản, nhưng đối mặt với khí thế khủng bố này, Ninh Quân Tiếu cuối cùng vẫn quỳ xuống. Hai đầu gối quỳ xuống đất, trong tầng hầm, mọi người nhìn thấy một màn này, đều sợ ngây người. Bọn họ không có cảm nhận được Ninh Quân Tiếu thừa nhận khí thế, chỉ là nghe thấy người phụ nữ áo trắng hời hợt một tiếng, quỳ xuống, Ninh Quân Tiếu liền đáp ứng quỳ. Thần tiên tỷ tỷ, ánh mắt Tống Thu càng thêm cuồng nhiệt, từ giờ trở đi, anh rể chính thức xếp thứ hai, thần tiên tỷ tỷ mời là thần tượng thứ nhất. So với vẻ mặt sợ ngây người của mọi người, khuôn mặt Tiếu Âm Kỳ trực tiếp toát ra hoảng sợ, đồng tử lâm vào trong sợ hãi vô hạn, không thể tin được, khí tức cảnh, thân ảnh Tiếu Âm Kỳ như điện. Chạy như điên về phía lối ra tầng hầm. Hắn không biết thân phận cụ thể của Nam Cung Quân, thế nhưng, hắn biết khủng bố của khí tức cảnh. Dùng thực lực của hắn, đối mặt với khí tức cảnh, ngay cả tỷ lệ thắng một phần vạn cũng không tồn tại. Chạy trốn, đây là ý niệm duy nhất trong đầu Tiếu Âm Kỳ lúc này. Nhưng mà, ngay khi Tiếu Âm Kỳ sắp vào tới lối ra tầng hầm, người áo trăng như khói, đứng ở trước mặt hắn. Ngươi không phải nói, đây là bậc thang dẫn đến địa ngục sao? Nam Cung Quân vung tay lên, trực tiếp đánh bay Tiếu Âm Kỳ xuống. Nếu là địa ngục, vậy hẳn là nơi trở về của ngươi. Tiếu Âm Kỳ ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra. Đám người Hoàng Tú Tú nhìn sợ ngây người. Bọn họ hiểu rõ thực lực của Tiếu Âm Kỳ. Mấy ngày nay, Tiếu Âm Kỳ xuất hiện ở Hoàng gia, giống như là nhân vật thần tiên được cung phụng chiêu đãi. Nhưng bây giờ, ở trước mặt người phụ nữ áo trắng này, Tiếu Âm Kỳ không chịu nổi một kích. Thật sự là tiên tử hạ phàm sao? Hoàng Tú Tú lẩm bẩm mở miệng. Chúng ta có được cứu không? Có người hốc mắt đỏ bừng mở miệng. Gặp phải hôm nay, đối với bọn họ mà nói, không cách nào xóa nhòa. Khi bóng tối phủ xuống, bọn họ cho rằng chắc chắn phải chết, không nghĩ tới, ở thời khắc cuối cùng, lại có thần binh trời rỉ áng, cứu bọn họ. Cũng có người ánh mắt phức tạp, đối với Hoàng gia mà nói, Sở Trần là kẻ thù lớn, Tiếu Âm Kỳ là hy vọng báo thù của bọn họ. Nhưng kết quả lại đảo ngược lại, Tiếu Âm Kỳ muốn mạng của bọn họ, mà Sở Trần, cứu bọn họ. Từ nay về sau, bất luận Hoàng gia đối đãi Sở Trần là thái độ gì, Sở Trần, y à ân nhân cả đời của tôi. Tôi cũng vậy, nếu như không có Sở Trần, chúng ta hôm nay khó thoát khỏi một kiếp. Sở Trần kết bước đi về phía mọi người, các người hẳn là nên cảm ơn Hoàng Tú Tú. Mọi người sửng sốt, nếu không phải là điện thoại của Hoàng Tú Tú. Tôi không có khả năng biết các người bị nhốt ở chỗ này. Sở Trần nói, cho nên nói, mạng của các người ơi, là Hoàng Tú Tú cứu trở về. Hoàng Tú Tú là một người thông minh,
biết Sở Trần đang giúp cô táng địa vị trong gia tộc, mím môi, mở miệng nói, trước khi tôi bị bắt tới, gọi điện thoại cho Sở Trần, nhưng còn chưa kịp mở miệng, vô cùng may mắn, Sở Trần thần thông quảng đại, dĩ nhiên có thể đoán được chúng ta bên này xảy ra chuyện, hơn nữa chạy tới đúng lúc. Ấp mọi người rốt cục hiểu được vì sao Sở Trần lại giống như thần binh trời giáng xuống. Nhìn Tiếu Âm Kỳ giờ phút này gian nan đứng lên, lại liếc mắt nhìn người phụ nữ áo trắng không nhiễm một hạt bụi kia, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta được cứu rồi. Mấy người bình thường cuộn mình ở góc tường lúc này cũng phản ứng lại, vui mừng mà khóc, khóc giống lén. Bọn họ bị giam giữ ở cái chỗ này đã không chỉ một ngày, ở nơi tăm tối này, đối mặt với ác ma giết người như ngoé, nội tâm sớm đớ sụp đổ. Bọn họ nằm mơ đều là ác ma dương nanh múa vuốt, chưa từng dám nghĩ tới, sẽ có người mang đến cho bọn họ ánh sáng. Quỳ xuống, lại hét nhẹ một tiếng, Tiếu Âm Kỳ đã bị thương hai đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai tay càng chống đỡ mặt đất lạnh như bàng, không ngừng run rẩy, cúi đầu cầu xin tha thứ, tha mạng, tôi bị ép cùng Ninh Quân tiểu hợp tác, quân tỷ ta không cần phải nghe bất kỳ lý do gì. Sở Trần cắt đứt lời của Tiếu Âm Kỳ, đây là bậc thang đến địa ngục, người có lời gì, đỉ gì ải thích với Diêm La Vương đi. Quân tỷ, Tiếu Âm Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Nam Cung Quân. Trong đầu có một cái tên tựa như nhanh như chớp lửa qua, khuôn mặt kinh hãi, tái nhợt không sắc, quân, ngươi là quân ma nữ. Bụp, Tống Thu cất bước đi lên trước, một cước đá bay Tiếu Âm Kỳ ra ngoài, xinh đẹp không? Cả nhà ngươi đều là ma nữ, dám vũ nhục thần tiên tỷ tỷ của ta. Khóe miệng Sở Trần khẽ nhếch lên, quân tỷ tỷ ở giới võ giả có hai danh hiệu thái cực. Những người yêu thương cô, sẽ gọi cô là quân tiên tử. Người hận cô chính là quân ma nữ. Mọi người đều là nạn nhân bị Tiếu Âm Kỳ cùng Ninh Quân Tiếu bắt tới nơi này, tôi cùng quân tỷ tỷ nhận được điện thoại cầu cứu giúp mọi người. Sở Trần nhìn xung quanh mọi người một cái, mở miệng nói, trong lúc hỗn chiến, Tiếu Âm Kỳ cùng Ninh Quân Tiếu bị quần đấu đến chết, mọi người cũng là tự vệ. Tống Thu trước tiên hiểu được ý tứ của Sở Trần, một cước đạp về phía Tiếu Âm Kỳ, mọi người còn chờ gì nữa. Tiếu Âm Kỳ bị Tống Thu một cước đá ra ngoài, hắn mặc dù ỷ ả võ đạo tông sư, nhưng vừa rồi bị một chiêu của Nam Cung Quân bị thương nặng, hiện tại trong đầu đều là ba chữ, quân ma nữ, cản bản không kịp phục hồi tinh thần lại, liền bị thương lần nữa, ánh mắt Tiếu Âm Kỳ bắt đầu toát ra tuyệt vọng, hắn đến từ phái Thanh Dương, chính thông đại phái, bởi vậy hắn càng thêm hiểu rõ một số chuyện trong giới võ giả. Cửu huyền môn, thiên hạ đệ nhất kỳ môn, nếu như nói muốn ở trong cửu huyền môn tìm ra một người không thể trêu chọc nhất, người kia nhất định là quân ma nữ. Luận thực lực. Trong cửu huyền môn chưa chắc quân ma nữ đã là mạnh nhất, nhưng chọc phải quân ma nữ hậu quả thảm nhất, đây là sự thật được giới võ giả công nhận. Ánh mắt Hoàng Tú Tú nhìn chằm chằm Tiếu Âm Kỳ ngã xuống đất, hận ý trong mắt hiện lên, phản kích đi, chúng ta không thể ngồi rất nhiều người rồi. Hoàng Tú Tú nói xong, đột nhiên xông lên, thừa dịp Tiếu Âm Kỳ còn chưa thở dốc, vung quyền đam đi lại Hoàng Tú Tú dẫn đầu, mọi người hắc diệu đường hoàng gia còn lại cũng nhao nhao xông lên. Tiếu Âm Kỳ cùng Ninh Quân Tiếu đã bị thương căn bản không có biện pháp ngăn cản, tựa như một con hổ đang gặp phải bầy sói đói khát. Nhìn Tiếu Âm Kỳ cùng Ninh Quân Tiếu bị mọi người vây quanh nuốt chửng, Sở Trần xoay mặt nhìn về phía Tống Thu, báo cảnh sát chưa? Tống Thu gật đầu, trước khi vào em đã báo cảnh sát rồi. Một trận thanh âm bước chân đi tới, Sở Trần quay đầu lại NSLN, bốn người quỳ gối trước mặt anh, khóc cảm ơn. Bọn họ là người bình thường bị Ninh Quân Tiếu bắt tới. Mọi người mau đứng lên, Sở Trần nói, ác ma đã đền tội, mọi người cũng có thể trở về cùng người nhà đoàn tụ rồi. Một người trung niên đôi mắt đỏ hoe nói, chúng tôi là hai anh em cùng bị bắt, em trai tôi đã Tống Thu không nhịn được, xông về phía Ninh Quân Tiếu, giết người không bằng cầm thú. Sở Trần cùng Nam Cung Quân rời khỏi đại sảnh tầng một biệt thự. Không thể tưởng được, phụ thần môn lại nghiên cứu cổ thuật tà ác như thi cổ, nếu như không phải bị ngươi kịp thời bắt gặp. Thì cổ tắt sẽ ở giới võ giả giấy lên gió tanh mưa máu. Nam Cung Quân khẽ thở dài một tiếng. Phụ thần môn nghiên cứu thi cổ 5-6 năm, không biết hại chết bao nhiêu sinh mệnh vô tội. Sở Trần nhìn hướng cửa vào tầng hầm, anh vừa rồi sở di ám chỉ Hoàng Tú Tú, là bởi vì Ninh Quân Tiếu đã nghiên cứu ra thi cổ, không đánh hắn chết tại ỷ chỗ, một khi bị hắn tìm được cơ hội, hậu hoạn vô cùng. Tiếng còi xe cảnh sát gầm rủ đến, làm cho Sở Trần có chút bất ngờ chính là, dĩ nhiên là Giang Ánh Đào tự mình dẫn đội. Cô Đào, cô đã công khai thân phận cục đặc chiến của mình rồi sao? Sở Trần nhìn thấy Giang Ánh Đào, nhịn không được tò mò hỏi một câu.
Giang Ánh Đào một đôi mắt hoa đào vẫn câu hồn nhiếp phách như trước, một thân váy dài màu đen, thẩm thấu ra ý vị mê người, nháy mắt cười với Sở Trần, tôi là lấy thân phận người báo án đi theo. Giang Ánh Đào cũng không mặc đồng phục, bên trong là tình huống gì? Giang Ánh Đào hỏi, cô Đào có thể di vào xem một chút, có điều tốt nhất là chuẩn bị tâm lý. Sở Trần nói, không phải là hai tên cuồng giết người, thấy bọn họ còn phải chuẩn bị tâm lý sao? Tư Đồ Tĩnh ở một bên sải bước xuống tầng hầm, đưa mắt nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thân thể phảng phất như bị nược đá chui qua, mùi máu tươi xông vào mũi xông tới, làm Tư Đồ Tĩnh có la ý cảm giác dạ dày đảo ngược, nhất thời xoay người nôn. Tu La Địa Ngục, hai tay run rẩy của Giang Ánh Đào lúc này biểu hiện ra nội tâm không bình tĩnh. Báo cáo tổ trưởng Giang, một lát sau, một người đi tới, thanh thủ đều đã bị đánh tại chỗ đến chết, các đồng nghiệp đang ghi chép. Chết tốt, Tư Đồ Tĩnh chậm lại một hơi, khuôn mặt tái nhợt, bọn họ không chết, làm sao có thể xứng đáng với oan hồn đầy đát. Đưa mọi người trở lại, Giang Ánh Đào hạ mệnh lệnh, chuyện kế tiếp giao cho các người xử lý, cục đặc chiến liền không ra mặt. Đám người Sở Trần cùng Giang Ánh Đào cùng nhau đi ra biệt thự. Vụ án thi cổ cuối cùng cũng chấm dứt. Giang Ánh Đào thở phào nhẹ nhõm. Sở Trần hiểu được Giang Ánh Đào đang lo lắng cái gì, từ đầu đến cuối. Tập đoàn Quang Minh tuy rằng cũng thuộc về một trong những cổ đông của Vĩnh Dạ, nhưng mà, cũng không có bất kỳ dấu vết nào liên quan đến thi cổ, Giang Ánh Đào cũng không cần một hồi đại nghĩa diệt thân. Sở Trần, anh thật sự không có ý định gia nhập cục đặc chiến sao? Giang Ánh Đào nhìn không được lại hỏi một tiếng. Sở Trần trầm ngâm một hồi, vẫn là tạm thời không có nói chuyện bộ phận đặc biệt Thiên Võng Điện đã mời mình gia nhập cục đặc chiến cho Giang Ánh Đào, dù sao chuyện này còn liên quan đến thân phận của anh. Sở Trần tạm thời không muốn để cho người khác biết. Kỳ thật, anh gia nhập cục đặc chiến còn có một chỗ tốt, chính ý à có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Thấy Sở Trần không nói gì, nhịn không được lại mở miệng nói, ví dụ như lần này đoàn võ sư Nam Mỹ gây sự, nếu như anh có tầng thân phận này, đoàn võ sư Nam Mỹ nhất định không dám trắng trợn cô tinh gây sự như vậy. Trên đường tôi tới nhận được tin tức, cường giả Nam Mỹ bên kia đã khởi hành, đích đến chính là Dương Thành. H.C.O. Đào, kiến nghị của cô, tôi sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc. Sở Trần nói, về phần đoàn võ sư Nam Mỹ, chỉ là mấy tên hề Nam Mỹ, không đáng nhắc tới. Có Quân Tỷ Tỷ ở bên cạnh, Sở Trần ước gì cái gọi là cường giả Nam Mỹ kia đến sớm một chút. Ngay trên đường mấy người Sở Trần trở về thành, Thiên Thành, một chuyện khác đã lên men, bao trùm toàn thành. Trong một ngày, Bắc Trần Cường Sinh hoàn thông qua Linh Bảo Đường làm bàn đạp, cường thế đăng nhập vào Thiên Thành. Vững vàng chiếm cứ một phần thị trường Thiên Thành. Đây là một hoạt động thần thánh mà tất cả mọi người trong ngành không thể tưởng tượng được. Khiếp sợ, dần dần, có người bắt đầu nghĩ đến đánh cược giữa Sở Trần và Tiền Lão Gia. Nếu Bắc Trần bại, Sở Trần rời khỏi Thiên Thành. Nếu Bắc Trần thắng, Tiền Lão Gia tự minh rót trà nhặn xa ỉ với Sở Trần. So sánh ra, Sở Trần đối với Tiền Lão Gia thật sự quá nhân từ, chỉ là đẻ cho ông ta noi lời xin lỗi mà thôi. Mà Tiền Lão Gia lại muốn đuổi tận sát tuyệt, đuổi Sở Trần ra khỏi Thiên Thành. Khó trách Sở Trần có thể thắng, cái này gọi là chính nghĩa trên trời hợp xuống. Tiền Lão Gia ra mặt, xin lỗi Sở Trần. Đề tài Tiền Lão Gia xin lỗi Sở Trần đang tàng vọt, leo lên đầu bảng hot search của Thiên Thành. Cả thành phố đang thảo luận sôi nổi. Một cuốn sách được viết bằng máu của hàng nghìn người, Tiền Lão Gia quỳ cầu xin lỗi Sở Trần. Tiền Lâu Gia quỳ rồi. Xen kẽ một quảng cáo. Bắc Trần Cường Sinh hoàn thật sự dùng rất tốt, bản thân tôi đã trải nghiệm. Tiền Lão Gia cùng một chén trà xin lỗi Sở Trần, mỗ bảo liên tiếp như sau, tòa nhà kim bãi tầng 21, trong phòng làm việc, Hạ Tam thiếu gia hóa thân thành cư dân mạng nhiệt huyết, tham gia vào trận thảo luận sôi nổi này trước mặt mọi người, thần sắc tràn ngập kích động. Tiểu Bắc, gia tộc vừa mới có thông báo tới, quyết định đầu tư thêm 30 triệu vào dược phẩm Bắc Trần, số tiền này, người có thể tùy tiện dùng. Khuôn mặt Hạ Ngôn Hoan mỉm cười đẩy cửa đi vào. Trận chiến này, tên phế liệu của Hạ Tam thiếu gia ở Hạ gia hoàn toàn xóa bỏ. Trong phòng làm việc, khuôn mặt Hạ Bắc tràn đầy ý cười, hắn đứng lên, đi về phía vị trí cửa sổ, nhìn xuống, nhìn ánh đèn thành thị dần dần sáng lên, đôi mắt giống như sao sáng chói. Hắn nghĩ đến những lời Sở Trần từng nói với hắn, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ trở thành người đứng đầu thập công tử Thiên Nam. Giờ khắc này, Hạ Bắc thật sự động tâm. Bắc Trần đánh một trận, làm hắn trực tiếp xoay người, thoát khỏi danh tiếng phế liệu của gia tộc, có lẽ thật sự có một ngày, hắn có thể trở thành thập công tử Thiên Nam, đứng đầu.
khuôn mặt Hạ Ngôn Hoan cũng toát ra nụ cười. Cháu trai trong gia tộc, có không ít người trẻ tuổi xuất chúng, nhưng Hạ Ngôn Hoan vẫn luôn coi trọng Hạ Bắc không lộ ra trước mắt mọi người. Đây cũng là nguyên nhân Hạ Bắc được phái đến Thiền Thành tôi luyện, gánh vác nhiệm vụ gần như không có khả năng hoàn thành này. Hạ Ngôn Hoan chủ động đứng ra, vì hắn mưu tính nguyên nhân. Ánh đèn chiếu vào cửa sổ, Hạ Ngôn Hoan có loại cảm giác, tam thiếu gia Hạ gia trước mắt này, đang lột xác. Biểu ngữ trước cửa khách sạn Thụy Cầm đã sớm gỡ bỏ, yến tiệc mừng vốn thuộc về Tiền thị, trong trẻo vô cùng lạnh lẽo, bất hà luận là chủ nhân hay tân khách, đều đớ sớm rời khỏi hiện trường. Cách cửa khách sạn không xa, có một chiếc xe đậu, từ ban ngày đến hoàng hôn, vẫn bất động, bên trong xe còn có một người ngồi. Lâm Tín Bình ngẩng đầu, nhìn tòa nhà kim bãi cao chót vót, ánh đèn lấp lánh, có loại cảm giác mộng ảo không chân thật. Nhất định là giả, Lâm Tín Bình đột nhiên lắc đầu, lẩm bẩm, tất cả những gì xảy ra hôm nay, đều tựa như mộng ảo, tuyệt không chân thật, tình thế chắc chắn phải chết của Bắc Trần, hắn chờ đợi lâu như vậy sở chan tận thế, dĩ nhiên không có xảy ra. Linh Bào Đường rõ ràng là đổi gạch dưới tác của Tiền thị, làm sao có thể ở sau lưng đâm đao, trợ giúp Bắc Trần đối phó trả Tiền thị. Lâm Tín Bình hai tay nắm chặt vô lãng, tuyệt đối không thể nào. Lâm Tín Bình phảng phất lâm vào trong tự thôi miên, ánh mắt mang theo điên cuồng. Từ sau khi Sở Trần xuất hiện, địa vị của hắn ở Tống gia xuống dốc không phanh, thậm chí hiện tại ngay cả tư cách bước vào cửa Tống gia cũng không có. Nếu là bình thường, cũng không có gì, nhưng Tống gia bây giờ ở Thiền Thành cực kỳ hưng thịnh, tất cả mọi người đều biết con rể lớn của Tống gia hắn, lại không có cách nào thơm lây theo, điều này làm hắn trở thành một trò cười. Bịch bịch, cửa sổ đột nhiên bị rung lên. Lâm Tín Bình bình tĩnh lại, quay đầu nhìn lại, đồng thời hạ cửa sổ xe xuống, thần sắc nghi hoặc, anh là ai? Tôi là Tiền Trang Nhàn, tôi muốn biết về những gì đã xảy ra trong 5 năm kể từ khi Sở Trần vào Tống gia. Người trung niên trầm giọng mở miệng, Lâm Tín Bình giật mình, thật lâu sau, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm người trung niên. Họ Tiền, Tiền thị muốn tìm hiểu thêm về Sở Trang, đây có phải là ý nghĩa, Tiền thị muốn phản kích hay không? Hô hấp của Lâm Tín Bình nhất thời trở nên dồn dập, liên tiếp gật đầu, không thành vấn đề, anh ngồi vào, chúng ta từ từ nói chuyện. Thực tế, thành thật mà nói, trong lòng tôi cũng có rất nhiều nghi ngờ, càn bản nghĩ không thông. Màn đêm buông xuống, Tống gia, bữa tiệc chúc mừng đơn giản được tổ chức ở nhà, Hạ Bắc và Hạ Ngôn Hoan cũng đến. Nào, chúng ta nâng ly chúc mừng trước, Tống Trường Thanh mặt đỏ bừng, tươi cười sán lạn, nâng chén rượu y êm chúc mừng Bắc Trần Đại Thăng cạn ly. Bắc Trần đại thắng, liên quan đến đánh cược giữa Sở Trần và Tiền lão gia, đây là một cái gai trong lòng mọi người Tống gia. Hôm nay, cái gai này đã được nhổ hoàn toàn, ngay cả Tống Nhan cũng phá lệ uống một ly rượu vang đỏ, một chén rượu xuống, khuôn mặt phấn hồng, hai tròng mắt lưu quang chớp động, ngồi bên cạnh Sở Trần, hai má có loại cảm giác dần dần nóng lên. Sở Trần là đại công thần, tất cả mọi người đều kính rượu anh, Sở Trần tự nhiên người tới không cự tuyệt, một chén, mặt không đổi sắc. Cơm nước no nê, Hạ Ngôn Hoan và Hạ Bắc phải suốt đêm trở về Dương Thành, Sở Trần đưa Tong Nhan đã có chút say trở về phòng. Nhìn dung nhan tuyệt thế khuynh thành này, da thịt như ngọc thêm một chút ửng hồng, Sở Trần không khỏi tim đập thình thịch. Ánh mắt hai người nhìn nhau, đôi mắt Tống Nhan cũng dần dần nhắm lại, lông mi run rẩy, không che giấu được nội tâm căng thẳng. Sở Trần ôm Tống Nhan lại, rèm giường nhẹ nhàng hạ xuống, hơi run rẩy, bóng đêm như bạc đổ xuống, tắm rửa biệt thự trang viên này. Trang viên Tống gia đêm nay, đặc biệt an tĩnh, trái ngược hoàn toàn với cơn bão chủ đề Tiền lão gia xin lỗi Sở Trần rên mạng. Mặt trời mọc về phía đông, Sở Trần và Tống Nhan tay trong tay đi xuống cầu thang. Tam tiểu thư, hôm nay tôi đặc biệt nấu cháo cho cô. Thím Tường nhìn Tống Nhan, toát ra nụ cười ý vị thâm trường, bồi bổ thân thể. Tống Nhan giật mình, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời thêm một chút ửng hồng. Cậu ba, hôm nay tôi cũng đặc biệt nấu cháo cho cậu. Ánh mắt Thím Tường nhìn về phía Sở Trần, khuôn mặt đồng dạng toát ra ý vị thâm trường ý cười, vẫn là bốn chữ, bồi bổ thân thể. Mặt cậu sờ dày hơn rất nhiều, kéo tay Tống Nhan đi tới. Sau khi ăn sáng, tiếng sáo nhẹ nhàng truyền đến từ xa. Quân tỷ bảo anh qua. Sở Trần nhìn Tống Nhan, thanh âm ôn nhu, anh rảnh rỗi liền đến công ty tìm em. Tống Nhan nhu thuận gật đầu, trong đầu không tự chủ được hiện lên hình ảnh kiều diễm tối hôm qua, hai má nhất thời lại đỏ lên, em đến công ty trước đi. Để lại một câu, vội vàng xoay người rời đi.
nhìn bóng lưng Tổng Nhan, khuôn mặt Sở Trần cũng theo bản năng hiện lên nụ cười hạnh phúc. Ôm Mỹ Nhãn về, đây là mục tiêu lớn nhất của anh ở Tổng gia. Bên hồ Tống, trên cột hoa mai, áo trắng phiêu phiêu, tóc theo gió, một khúc âm xong, Nam Cung Quân nhìn Sở Trần, chế nhạo cười khẽ Trần Trần, thoạt nhìn tâm tình không tệ nha. Sở Trần ho nhẹ một tiếng, Quân tỷ tỷ, chào buổi sáng. Trước khi ngươi dậy, Trương Vận Quốc tới tìm ngươi, nhưng, ta không để hắn quấy giờ hụy ngươi. Nam Cung Quân nói, hắn đã tra được một bộ phận danh sách, về đoàn võ sư Nam Mỹ bên kia. Trương Đạo Trường nhanh như vậy tra được. Sở Trần kinh hỉ, anh càng ngày càng cảm thấy Trương Đạo Trường là tài liệu tốt để điều tra, lúc trước điều tra chính là tình báo của Thiền Thành, Cỏ Thanh Phong đạo trưởng trọ, giúp, Trương Đạo Trường có thể thuận buồm xuôi gió, không có gì ngạc nhiên, nhưng lúc này đây hắn điều tra chính là đoàn võ sư Nam Mỹ, có thể nói là đề tài siêu cương, Trương Đạo Trường thế nhưng còn có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Nhân tài như vậy nếu tiến vào cửu huyền môn khổ tu, quả thực quá mức chôn vùi. Hắn thích hợp làm thủ lĩnh tình báo. Mơ hồ ở thành phố. Trương Vận Quốc nằm mơ cũng không nghĩ ra, hắn cố gắng biểu hiện muốn tiến vào cửu huyền môn, lại bất chi bất giác, đường càng đi càng hẹp, Sở Trần hy vọng hắn ở lại. Lại nói tiếp, đoàn võ sư Nam Mỹ còn rất coi trọng ngươi. Nam Cung Quân NSLN Sở Trần, khuôn mặt mỉm cười nói, ngày hôm qua trong đội ngũ Nam Mỹ đã khởi hành, ít nhất có 5 gã cao thủ cách đấu cường đại, thực lực của bọn họ có thể so với võ đạo tông sư. Tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại, đối phó với một mình anh, không cần dùng đến 5 gã võ đạo tông sư. Giới quyền anh Nam Mỹ, thế tới hùng hổ, nói không chừng không chỉ hướng về phía ta. Sở Trần nói, ta hoài nghi bọn họ chỉ là muốn mượn cơ hội này, ý đồ đến Trung Quốc biểu hiện một chút uy phong gọi là cao thủ cách đấu của bọn họ. Chỉ bằng bọn họ, ánh mắt Nam Cung Quân mang theo hoài nghi nhìn Sở Trần. Có lẽ, bọn họ cảm thấy mình thiên hạ vô địch. Sở Trần cười cười. Không hề phỏng đoán ý đồ của đoàn võ sư Nam Mỹ nữa, Quân tỷ tỷ, tỷ có ý nghĩ gì không? Người đến là khách Nam Cung Quân nói, Trương đạo trưởng tra được tin tức, bọn họ 1 giờ chiều sẽ đến sân bay Dương Thành, chúng ta đi đón họ. Sở Trần nhướng mày, đón họ. Đương nhiên rồi, Nam Cung Quân cười khanh khách, mặc kệ bọn họ có mục đích gì, ngay tại chỗ đuổi bọn họ trở về. Sở Trần ngây người, nhịn không được não bổ sung một bức tranh, cường giả cách đấu Nam Mỹ thế hùng hổ. Đến Dương Thành, khi họ chuẩn bị thể hiện kỹ năng của Minh Thi đã bị giáng một đòn trực diện. Ngay cả phần chửi bới lưu manh trước khi đánh nhau cũng bỏ qua, giọng nói của đại diện Nam Mỹ bị nghẹn lại trong cổ họng, sau đó trực tiếp bóp chết bọn họ, Sở Trần đột nhiên có chút chờ mong. Quân tỷ tỷ nói rất đúng, người đến là khách, Dương Thành, khách sạn Hồng Diệp, sản nghiệp của Ninh Gia, nơi ở của các đội dự thi trong cuộc thi Sư Vương Tranh Bá, đại diện chính thức của Sư Vương Tranh Bá cũng ở tại khách sạn Hồng Diệp. Bao gồm hội trường Hiệp hội Võ Sư Trung Quốc, Cung Thường Hồng. Giờ phút này thần sắc Cung Thường Hồng cũng không tốt, mặt trầm thấp, ngồi trên sofa. Tiểu Du, cậu lại đi thương lượng một chút. Cung Thường Hồng trầm giọng nói, đoàn võ sư Nam Mỹ lúc này muốn tổ chức buổi gặp mặt truyền thông, đến cuối cùng là có ý gì? Người thanh niên gật đầu, xoay người đi ra ngoài, không bao lâu sau, lại đi trở về, mặt mang vẻ khó xử, Triệu Phương Tuyền nói. Hôm qua đoàn Nam Mỹ của bọn họ đã chính thức đưa ra yêu cầu với ban tổ chức, nhưng lại bị ban tổ chức bác bỏ, cho nên, tất cả bọn họ làm bây giờ, không liên quan đến ban tổ chức không có quyền can thiệp. Cung Thường Hồng phẫn nộ đứng lên, đoàn Nam Mỹ cố ý gây sự, yêu cầu ban tổ chức giải thích về việc Triệu Thiên Hạo bị ép khỏa thân bơi khắp Châu Giang, ngay lập tức đã bị Cung Thường Hồng bác bỏ. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, Cung Thường Cung đương nhiên đã sớm hiểu rõ. Đoàn Nam Mỹ dường như đã quen kiêu ngạo ương ngạnh, nuốt không trôi khẩu khí này. Cung Thường Hồng đi ra khỏi phòng, rất nhanh liền đi tới cửa phòng Triệu Phương Tuyền ử, ấn chuông cửa. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, Triệu Thiên Hạo thấy Cung Thường Hồng, theo bản năng nhíu mày một chút, lập tức khuôn mặt vẫn nặn ra một tia ý cười, TSL ra là cung hội trường, mời vào. Triệu Thiên Hạo nghiêng người mở cửa. Trong phòng, ngoại trừ Triệu Phương Tuyền, còn có vài đại diện của đoàn võ sư Nam Mỹ. Triệu sư phụ, Cung Thường Hồng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn biết, các người đột nhiên tổ chức họp báo, mục đích là gì? Triệu Thiên Hạo là đại đệ tử của tôi, càng thêm đại diện cho thể diện của giới quyền anh Nam Mỹ. Triệu Phương Tuyền nói chuyện không chút khách khí, thậm chí khi nhìn thấy Cung Thường Hồng đi tới, vẫn ngồi vững trên sofa, thản nhiên nói, ban tổ chức đối với chúng tôi không có giải thích, chúng tôi thông qua phương thức của mình để đòi giải thích,
cung hội trưởng nếu như nể mặt, đợi lát nữa gặp mặt truyền thông, không ngại cùng nhau tham dự. Cung Thường Hồng nhướng mày. Nửa hồi, Cung Thường Hồng trầm giọng nói, Triệu sư phụ, anh và tôi cũng quen biết nhiều năm, ở góc độ cá nhân, tôi nhắc nhở anh, lúc này khiêu khích Sở Trần, tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt. Triệu Phương Tuyền cười ha ha, anh là lo lắng bị người phát hiện, cái gọi là quán quân sư vương tranh bá chỉ là hàng nhái sao. Cung hội trưởng, tôi cũng ở góc độ cá nhân, nhắc nhở sâu sắc đến anh, chuyện này, ban tổ chức nếu không tham dự, vậy thì đừng quan tâm quá nhiều, bởi vì các người cũng không quản được. Cung Thường Hồng như mày, ngữ khí Triệu Phương Tuyền kiêu ngạo cuồng vọng, ngoài dự liệu của Cung Thường Hồng. Hắn tựa hồ quên mất sợ hãi bị cô gái Nam Cung chi phối bên bờ sông Châu Giang. Anh đừng quên, sư phụ Sở Trần, Cung Thường Hồng vẫn nhịn không được nhắc nhở, hy vọng Triệu Phương Tuyền có thể hủy bỏ buổi gặp mặt truyền thông lần này. Nhưng mà, Triệu Phương Tuyền căn bản không muốn nhắc tới đoạn lịch sử đen tối kia, trực tiếp vung tay lên, cắt ngang lời Cung Thường Hồng, không có chuyện gì khác, tiếp theo chúng tôi phải chuẩn bị buổi gặp mặt truyền thông, cung hội trường, mời trở về. Cung Thường Hồng nhìn Triệu Phương Tuyền, hắn rất tò mò giới quyền Anh Nam Mỹ đến tột cùng là đại nhân vật gì, vậy mà có thể làm cho Triệu Phương Tuyền tự tin như thế, có thể một lần hành động rửa sạch sỉ nhục bẽn bờ sông Châu Giang. Cung Thường Hồng khuyên nhủ không được Triệu Phương Tuyền, chỉ có thể rời đi. Triệu Phương Tuyền này, quả thực chỉnh là không coi ai ra gì. Thanh niên Tiểu Du tức giận nói, cuộc thi sư vương tranh bá đã kết thúc, các phái đoàn lớn đều lần lượt rời khỏi khách sạn Hồng Diệp, nhưng họ vẫn còn nán lại ở đó, hiện tại còn náo loạn như vậy, đợi ổ lát nữa truyền thông tới đây khẳng định không ít, bị phái đoàn Nam Mỹ cố ý rêu rao, khẳng định sẽ có truyền thông muốn bắt đầu bôi nhọ ban tổ chức sư vương tranh bá chúng ta. Phái đoàn Nam Mỹ bên ngoài là hướng về phía Sở Trần, sau lưng còn ôm tâm tư đen tối gở ly, ền không biết được. Cung Thường Hồng hừ nhẹ một tiếng, nhưng, ta đã nhắc nhở bọn họ lại muốn trêu chọc Sở Trần vào lúc này, vậy chỉ có thể tự mình nhận xui xẻo. Cung hội trưởng, thanh niên Tiểu Du trần trừ một chút, phái đoàn Nam Mỹ thoạt nhìn rất tự tin, người bọn họ phái tới, có thể vô cùng cường đại hay không, y cho dù quyền giới Nam Mỹ dốc toàn lực, cũng không có ai có thể đối phó được sư phụ Sở Trần. Cung Thường Hồng nghiêm túc nói, đồng tử thanh niên Tiểu Du đột nhiên co rụt lại, thần sắc không che giấu đọc kích động. Một lúc lâu sau, thanh niên Tiểu Du nhìn không được mở miệng, vậy, đoàn Nam Mỹ sẽ tổ chức họp báo, nếu thật sự hướng về phía Sở Trần, chẳng phải là muốn nhấc tảng đá đập chân mình sao? Ta vừa rồi không phải nhắc nhở bọn họ sao? Cung Thường Hồng hừ một tiếng, nếu bọn họ không cảm kích, tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy ta không còn lời nào để nói. 12 giờ trưa, một hội trường lớn của khách sạn Hống Diệp, các phóng viên truyền thông được mời đã lần lượt có mặt. Cũng có một bộ phận truyền thông ngửi được hơi thở bất thường, đi tới cửa khách sạn Hồng Diệp, làm cho người ta bất ngờ chính là, cho dù là ở trước cửa khách sạn Hồng Diệp, cũng có đoàn Nam Mỹ tiếp đãi, chuẩn bị trà cho các phóng viên truyền thông từ xa đến. Từng khẩu súng trường pháo ngắn hướng về phía vị trí đài chủ tịch. Sư vương tranh bá vốn đã kết thúc, phái đoàn Nam Mỹ đột nhiên triệu tập cuộc gặp gỡ truyền thông này, nghe nói là muốn vạch trần một màn đen động trời. Lại nói tiếp tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Cuộc thi sư vương tranh bá hoành tráng, cường giả như mây, người đoạt quán quân cuối cùng, lại là con rể tời dế Tống Gia Thiền Thành, quá trình đoạt quán quân lại càng tràn ngập kịch tính, hiện tại ngẫm lại, đúng là có mèo vờn chuột. Làm thế nào chúng ta có thể sử dụng các phương tiện hạ lưu chống lại bạn bè quốc tế? Nếu thật sự có người hủy hoại danh tiếng đất nước vĩ đại của tôi nhất định không chút khách khí toàn bộ quá trình báo cáo, công khai thảo phạt. Bầu không khí tại hiện trường rất ấm áp. Mỗi phóng viên vào có thể nhận được một phong bì màu đỏ lớn, tâm trạng vui vẻ. Triệu sư phụ tới rồi. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Đoàn Nam Mỹ do Triệu Phương Tuyền dẫn dầu bước vào, đi tới trước đài chủ tịch ngồi xuống. Triệu Phương Tuyền ngồi ở vị trí giữa, ánh đèn sân khấu bao quanh. Cảm ơn bạn bè truyền thông đã dành thời gian để tham dự cuộc họp tạm thời này. Triệu Phương Tuyền đi thẳng vào vấn đề, sau khi nói đơn giản vài câu, liền trầm giọng nói. Hôm nay triệu tập buổi gặp mặt này, chủ yếu là có mấy câu muốn nói. Triệu Phương Tuyền ngữ khí dừng lại, ánh mắt đảo qua toàn trường, chậm rãi nói, sư vương tranh bá vừa mới kết thúc quán quân Sở Trần, căn bản không có thực lực đạt được quán quân của hắn, đã được xác định chóc. Tiếng ồn ào vang lên, ánh mắt của không ít phóng viên truyền thông nhất thời phát sáng, kích động vô cùng. Nghề này của bọn họ, thích nhất chính là tin tức bất ngờ. Khiến cơn bão đến dữ dội hơn. Toàn bộ quá trình thi đấu đều công khai,
xin hỏi đây là nội định như thế nào? Lập tức có phóng viên truyền thông theo lời Triệu Phương Tuyền hỏi một câu. Rất đơn giản, Triệu Phương Tuyền nói, Sở Trần lợi dụng triệt đế sơ hở trong quy tắc, chủ tính đánh tất cả đối thủ bao gồm cả tôi xuống lôi đài, sau đó, chính mình thì nhặt ngư ông đắc lợi. Có người có lẽ sẽ nói, đây cũng là vận khí của Sở Trần, nhưng mà, thật xin lỗi, đại đệ tử của tôi, sau khi trận đấu chấm dứt, muốn đi hỏi Sở Trần vài câu, kết quả, lại bị Sở Trần nhục nhã, chốc mắt bao người, Trần chuồng bơi ở Châu Giang. Triệu Phương Tuyền càng nói càng tức giận, vỗ mạnh lên mặt bàn, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Phái đoàn Nam Mỹ của tôi, không thể chịu đựng được sự ấm ức này. Hình ảnh Triệu Phương Tuyền đột nhiên đập bàn bị phóng viên ở đây đều chụp được, một đám phóng viên giống như dã thú ngửi được hơi thở con mồi, ánh mắt mang theo cuồng nhiệt, trường thương đoản phao nhắm về phía Triệu Phương Tuyền, Trần chuồng bơi ở Châu Giang. Chuyện gì xảy ra vậy? Sở Trần lại hoành hành ngang ngược như vậy sao? Kinh ngạc, quán quân cuộc thi sư vương tranh bá Sở Trần lại làm ra chuyện này với đại diện đoàn võ sư Nam Mỹ bên bờ sông Châu Giang. Sở Trần khinh người như vậy quá đáng, không ai quản sao? Từng đạo thanh âm vang lên, Triệu Phương Tuyền cười lạnh, Sở Trần tự cho mình cỏ người làm chỗ dựa, không kiêng nể gì, không coi ai ra gì, đệ tử của tôi bị ép khỏa thân bơi ở Châu Giang, thân là sư phụ, tôi tự nhiên phải đứng ra, bảo vệ đệ tử, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, lại bị Sở Trần nhục nhã trước mặt mọi người, nếu không cúi đầu xin lỗi hắn, thề không bỏ qua. Triệu Phương Tuyền tức giận không thể kìm được, chấn thanh hạ xuống, việc này. Có đông đảo đại diện sư vương tranh bá tận mắt chứng kiến, còn có Triệu Phương Tuyền ngữ khí dừng lại, lại ném một quả đạn pháo hạng nặng, tổng phụ trách ban tổ chức sư vương tranh bá, hội trường hiệp hội võ sư Trung Quốc, Cung Thường Hồng, cũng có mặt tại hiện trường. Dứt lời, toàn trường lại là một mảng lớn thanh âm ồn ào, sau đó thần sắc càng thêm kích động. Đây chắc chắn là tin tức lớn, nếu như nói chỉ là ân oán cá ị nhân giữa Sở Trần và Triệu Phương Tuyền. Đề tài lớn hơn một nữa cũng không dẫn nổi quá nhiều bàn tán sôi nổi. Nhưng nếu sau lưng Sở Trần là ban tổ chức sư vương tranh bá, thì ý nghĩa hoàn toàn khác. Đây chính là tấm màn đen kinh thiên mà Triệu Phương Tuyền nói ngay từ đầu. Thật không nghĩ tới, sư vương tranh bá trước mắt bao người, dĩ nhiên cũng có mở ám. Tôi đã nói rồi, Triệu sư phụ là người đứng đầu được bình chọn đoạt quán quân, làm sao có thể thất thủ đây? Hóa ra là bị nhắm vào, nghệ thuật không biên giới. Tuy nói võ sư là quốc túy truyền thống của Trung Quốc chúng ta, nhưng bây giờ trên toàn thế giới đều có những người yêu thích múa sư, người khác vượt qua chúng ta cố gắng đuổi theo trở về là được, cần gì phải sử dụng loại thủ đoạn hạ lưu này. Thắng không anh hùng a. Trong phòng khách sạn, ánh mắt Cung Thòng Hồng phẫn nộ, Triệu phu ông tuyên này, chính mình tạo SLNS thành hình tượng người bị hại, chuyện xảy ra bên bờ sông, chân tướng hắn so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng. Nếu như không phải Triệu Thiên Hạo kia khí thế bức người khiêu khích Sở Trần, sẽ có chuyện phía sau. Cung Thường Hồng NSLN điện thoại di động đặt trên mặt bàn, trên màn hình rõ ràng hiện ra bộ dạng Triệu Phương Tuyền nói chuyện, hắn an bài người của mình đi vào phát sóng trực tiếp cuộc họp báo này của Triệu Phương Tuyền. Cung hội trưởng, chúng ta có phải cũng tổ chức một buổi gặp mặt truyền thông hay không, làm rõ sự thật, vạch trần bộ mặt Triệu Phương Tuyền. Thanh niên Tiểu Du trầm giọng nói. Cung Thường Hồng nhìn thoáng qua Triệu Phương Tuyền còn đang nói chuyện, lắc đầu, trước tiên nhìn xuống, chúng ta lúc này đáp lại, sẽ bị một số người có dụng tâm khác nói là chính thức rửa đất, điều này xác nhận tuyên bố rằng chúng ta ở sau lưng Sở Trần làm chỗ dựa. Hừ, ta ngược lại muốn làm chỗ dựa cho Sở Trần, nhưng Sở Trần không cần a. Thanh niên Tiểu Du trong lòng càng thêm kinh ngạc, thì hắn rất tò mò, sư phụ Sở Trần đến cuối cùng là nhân vật gì, vì sao cung hội trường lại tôn sùng như vậy? Thì trên đài chủ tịch, hai tay Triệu Phương Tuyền nhẹ nhàng đè lên, nhất thời an tĩnh lại, thần sắc Triệu Phương Tuyền cũng khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, đối với chuyện này, đoàn Nam Mỹ chúng tôi chính thức nộp đơn khiếu nại lên ban tổ chức sư vương tranh bá, nhưng mà, ha ha, không có gì bất ngờ, khiếu nại của chúng tôi trực tiếp bị bác bỏ. Triệu Phương Tuyền đứng lên, hôm nay đoàn Nam Mỹ chúng tôi tổ chức buổi gặp mặt này, không phải tỏ vẻ đau khổ, cũng không phải giả bộ đáng thương, mà là hy vọng thông qua bạn bè truyền thông lớn. Thông qua tiếng nói của giới quyền Anh Nam Mỹ, thể hiện thái độ của chúng tôi. Thanh âm càng lúc càng mạnh mẽ, đoàn Nam Mỹ tôi sẽ phái ra 5 võ sĩ, bọn họ nửa giờ sau sẽ đến Dương Thành, khiêu chiến Sở Trần, cùng tất cả lực lượng phía sau. Nói một cách đơn giản, giới quyền Anh Nam Mỹ sẽ khởi xướng khiêu chiến với giới quyền Anh Trung Quốc ở Dương Thành. Khuôn mặt Triệu Phương Tuyền lướt qua một tia lạnh lẽo, để cho cả thế giới chứng kiến,
thuật cận chiến Nam Mỹ cùng công phu cổ của Trung Quốc, ai mạnh hơn? Toàn trường trong nháy mắt nhấc lên một trận thanh âm xôn xao. Thuật cận chiến Nam Mỹ versus công phu cổ của Trung Quốc. Đây mới là mục đích cơ bản của Triệu Phương Tuyền tổ chức buổi gặp mặt truyền thông hôm nay. Hắn không chỉ muốn một sỉ nhục sư vương tranh bá, mà còn phải nhân cơ hội phát huy thuật cận chiến Nam Mỹ. Lần này náo nhiệt, giới quyền Anh Nam Mỹ khí thế hung hung a. Nếu võ công cổ Trung Quốc thất bại, hậu quả có thể tưởng tượng, mà tạo thành tất cả, chính là Sở Trần, cùng với, sau lưng thúc đẩy tất cả ban tổ chức sư vương tranh bá. Cao thủ cách đấu giới quyền Anh Nam Mỹ nửa giờ nữa sẽ đến, đây không phải là rõ ràng muốn đánh võ công cổ Trung Quốc chúng ta trở tay không kịp sao? Mọi người nghị luận sôi nổi, y phóng viên truyền thông ở đây, lồng mày đá nhíu lại, không thể đoán đội Nam Mỹ thúc đẩy. Năm đại cường giả Nam Mỹ dắt tay nhau mã đen, đến Dương Yành, phô trương đương nhiên không thể nhỏ. Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu với mọi người, năm võ sĩ Nam Mỹ sắp đến Dương Thành. Chẽn màn hình lớn phía sau Triệu Phương Tuyền, xuất hiện một tấm ảnh, cùng với nhân vật giới thiệu, người thứ nhất, quán quân cuộc thi đấu 10 quốc gia Nam Mỹ lần thứ 7, cũng là sư phụ khai sáng tôi, Lai Đặc Mã Luân. Không cần tôi giới thiệu nhiều, tôi tin tưởng rất nhiều người đối với Mã Luân sư phụ rất quen thuộc, đệ tử Mã Luân sư phụ trải rộng quyền giới Nam Mỹ, có thể nói là bậc thầy của quyền giới Nam Mỹ. Y các phóng viên có mặt có không ít thần sắc ngưng trọng. Công bằng mà nói, nội tâm bọn họ tự nhiên càng nghiêng về phía võ công cổ Trung Quốc, nhưng quyền thủ đầu tiên Triệu Phương Tuyền giới thiệu chính là nhân vật nặng ký như vậy. Nam Mỹ, thế mạnh, dĩ nhiên là Lai Đặc Mã Luân. Trong phòng khách sạn, thanh niên tiểu du thần sắc ngưng trọng vô cùng, hắn chính là một đại thần của giới quyền Anh Nam Mỹ, thành danh nhiều năm, người này một thân thiết quyền công phu, uy chấn toàn cầu. Lúc này, đồng tử cung Thường Hồng cũng co rụt lại một chút. Hắn tin tưởng cho dù là Lai Đặc Mã Luân, cũng chưa chắc là đối thủ của cô gái Nam Cung, thế nhưng, nếu như năm người tới trong giới quyền Anh Nam Mỹ, đều là cấp bậc Lai Đặc Mã Luân, cô gái Nam Cung hai quyền khó địch bốn tay. Vị thứ hai, Nam Mỹ có một tòa quỷ ền quán, phân quán trải rộng khắp thế giới, đó chính là quyền quán của gia tộc Hoài Đặc. Thanh âm Triệu Phương Tuyền vang vọng lên, vị này, chính là cao thủ cách đấu đệ nhất của gia tộc Hoài Đặc. Hoài Đặc Tạp Nhĩ Văn. Sắc mặt cung Thường Hồng thay đổi, cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại di động, gọi điện thoại một cái, đội sờ, anh có biết chuyện đang xảy ra ở khách sạn Hồng Diệp không? Xem trước đi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thanh âm Sở Khái Bình bình tĩnh, quyền giới Nam Mỹ quả thật có chuẩn bị mà đến, năm đại cao thủ, đều là đại diện cho chiến lực đỉnh phong của quyền giới Nam Mỹ a, tôi cúp máy trước, cá cắn câu rồi. Điện thoại phát ra âm thanh mù, khóe miệng cung Thường Hồng khẽ giật giật. Nhưng, nội tâm ngược lại an ổn không ít, lúc này Sở Khai Binh còn có tâm tình câu cá, chứng tỏ quyền giới Nam Mỹ tuy rằng thế tới hung hăng, cục đặc chiến Trung Quốc cũng có kế sách đối phó. Sau khi trầm ngâm một hồi, cung Thường Hồng TLM được số điện thoại của Sở Trần, gọi tới. Sở Trần, tôi là cung Thường Hồng. Cung Thường Hồng nói thẳng, phái đoàn Nam Mỹ đang tổ chức một cuộc họp báo, tôi biết, tôi đang trên đường đến sân bay. Sở Trần trả lời, đồng tử cung Thường Hồng co rụt lại. Sau khi điện thoại cúp máy, cung Thường Hồng đột nhiên đứng lên Sở Trần đến sân bay. Cung Thường Hồng nhìn về phía thanh niên Tiểu Du, vừa rồi Triệu Phương Tuyền nói, năm đại cao thủ cách đầu ở Nam Mỹ, còn bao lâu nữa đến? Nửa liếng nữa, thanh niên Tiểu Du trả lời, miệng đột nhiên há to vài phần, sợ ngây người, Sở Trần lúc này đến sân bay, muốn làm gì? Lái xe, chúng ta đến sân bay. Cung Thường Hồng lập tức mở miệng. Cao thủ cách đấu Nam Mỹ khiêu chiến võ công cổ Trung Quốc. Chủ đề vẫn đang nóng lên, lên men. Không ít nền tảng phát sóng trực tiếp có thể nhìn thấy Triệu Phương Tuyền đang tổ chức buổi gặp mặt truyền thông. Khi tên của một cao thủ quyền Anh Nam Mỹ xuất hiện trên màn ảnh rộng, trên mạng đã gây sốt. Tôi không biết dùng từ ngữ gì để hình dung tâm tình của tôi lúc này, nhưng mà, tôi có thể nói cho mọi người biết, năm đại cao thủ này, bất kỳ một người nào, phóng thích thế giới quyền giới, đều là một đại thần. Loại cường giả cấp bậc này dắt tay nhau mà đến, đội hình quá đáng sợ. Chuyện này tựa hồ là bởi vì Sở Trần mà lên a, không biết Sở Trần sẽ có phản ứng gì. Tôi phỏng chừng Sở Trần không đợi được ngày tiền lão ra xin lỗi hắn rồi. Tinh Anh quyền quán, đông đảo đệ tử NSL ảnh phát sóng trực tiếp, tập thể trầm mặc. Quá đáng rồi, năm tiền bối tiếng thét lừng lẫy của giới quyền Anh lại liên thủ khi dễ Sở sự phụ. Tôn Tiểu Nguyệt phẫn nộ bất bình, nếu có bản lĩnh. Tôn Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, sắc mặt có chút khó chịu,
cô nghĩ không ra có người nào có thể đối phó năm cường giả này. Tôi tin tưởng ban tổ chức sư vương tranh bá khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dù sao, Triệu Phương Tuyền nói rất rõ, bọn họ muốn khiêu chiến, chính là toàn bộ võ công cổ Trung Quốc. Thật hy vọng có người có thể đứng ra, diệt một chút uy phong của bọn họ. Mọi người NSLN bộ mặt Triệu Phương Tuyền này, còn chưa đánh đã cảm thấy bọn họ chắc chắn thắng. Không biết Sở sư phụ hiện tại đang làm gì, toàn bộ mạng lưới bàn tán sôi nổi. Sở Trần cũng không biết Triệu Phương Tuyền cao giọng tuyên dương năm đại cường giả Nam Mỹ đến như vậy, lúc này anh đã đi tới sân bay Dương Thành. Quân tỷ tỷ, chúng ta có cần lấy một tấm biển hay không, viết mấy chữ, hoan nghênh khách nhân Nam Mỹ. Sở Trần cười tủm tỉm nói, con người Nam Cung Quân liếc mắt một cái, còn cần chúng ta viết sao? Sở Trần theo ánh mắt Nam Cung Quân nhìn qua, phía trước, biểu ngữ thật lớn kéo lên, nhiệt liệt hoan nghênh tông sư quyền giới Nam Mỹ đến Dương Thành. Khỏe miệng Sở Trần khẽ nhếch lên, phóng mắt nhìn lại, mấy cái biểu ngữ, khí thế không nhỏ, làm cho anh cảm giác châm chọc chính là, những thanh niên kéo biểu ngữ này, từng gương mặt phương đông đều là da vàng mắt đen. Sở Trần càng cảm thấy, quyết định này của quân tỷ tỷ thật sự là quá thông minh. Nếu đối phương đến ý không tốt, vậy nên dùng phương thức thẳng thắn nhất đánh trở về. Khách sạn Hồng Diệp, Triệu Phương Tuyền sau khi giới thiệu tư liệu của năm đại cường giả Nam Mỹ, nhìn thoáng qua thời gian. Khuôn mặt mỉm cười, trầm giọng nói, kế tiếp, mời thưởng thức một hồi, thịnh yến cận chiến Nam Mỹ. Triệu Phương Tuyền nở nụ cười, thân hình thẳng tắp đứng sừng sững, khí định thần nhàn, chờ mong cơn bão sắp nhấc lên từ Nam Mỹ này. Còn 10 phút nữa, năm đại cường giả đình phong đến từ Nam Mỹ sắp ra mắt. Triệu Phương Tuyền liếc mắt nhìn năm tấm ảnh xuất hiện trên màn hình lớn, trong lòng vẫn chấn động. Đội hình này, mộng ảo đủ để khiêu chiến giới quyền Anh thế giới. Mộng của đội Nam Mỹ, khóe miệng Triệu Phương Tuyền lao qua một tia tươi cười. Lai Đặc Mã Luân, Hoài Đặc Tạp Nhĩ Van, đội hình mạnh nhất của giới quyền Anh Nam Mỹ sắp làm cho cả thế giới kinh ngạc. Mọi người, xin rời bước đến võ quán Uy Dương gần đây, chúng ta sẽ chờ đợi Sở Trần cùng với sư phụ công phu Trung Quốc phía sau hắn đi ra ứng chiến, giới hạn một ngày, nếu Sở Trần không dám xuất hiện, như vậy, liền chấp nhận, thuật cận chiến kênh đại nhất thế giới, đến từ Nam Mỹ. Mà hắn, chung quy chẳng qua chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi. Triệu Phương Tuyền chính thức hạ chiến thư. Các nền tảng xã hội lớn đang tranh luận sôi nổi, chủ đề đang nóng lên mạnh mẽ, lên men. Giới hạn một ngày, đây rõ ràng là muốn đánh công phu Trung Quốc chúng ta trở tay không kịp, thật sự quá vô sỉ rồi. Sở Trần vội vồng tim trợ thủ tới, nếu như thua, sẽ làm cho đối phương kiêu ngạo càng thêm kiêu ngạo, nhưng Sở Trần ngộ nhỡ không xuất hiện. Đối phương lại là một bộ lý do khoái thác. Uy Dương quyền quán lại làm sân nhà của giới quyền Anh Nam Mỹ. Đây không phải là sản nghiệp của Vệ gia sao? Tôi nhớ ra, lúc trước Liên minh Tông Sư Cửu Thành ném cành ô liu về phía Sở Trần, lại bị Sở Trần cự tuyệt, lúc ấy đại diện cho Liên minh Tông Sư Cửu Thành, chính là quán chủ Vệ gia quyền quán, Vệ Thu Căn. Vệ Thu Căn vốn có thù với Sở Trần, hiện tại vừa vặn có cơ hội này, hắn liền đáp ứng đoàn Nam Mỹ. Đừng trách tôi nói thẳng thắn, Vệ Thu Căn chính là tay sai Nam Mi. Khắp nơi đều đã kinh động, các phóng viên truyền thông nghe tin mà động, đại đa số đều xông về phía Uy Dương quyền quán, cũng có một bộ phận đi thẳng đến sân bay, hy vọng có thể thu được hình ảnh trực tiếp của năm đại cường giả Nam Mỹ ở sân bay Dương Thành. Uy Dương quyền quán, một cái biểu ngữ thật lớn treo lên cao. Nội dung biểu ngữ, cao thủ cận đấu Nam Mỹ khiêu chiến võ công cổ Trung Quốc. Uy Dương quyền quán nằm giữa thành phố náo nhiệt Dương Thành, biểu ngữ treo ra, rất nhanh đã thu hút sự chú ý. Ngày càng có nhiều người đến gần Uy Dương quyền quán, đồng thời, chụp ảnh gửi cho một nhóm bạn hoặc đăng lên Weibo. Rất được chú ý, quán chủ, trên mạng xuất hiện phát ngôn bôi nhọ Uy Dương quyền quán của chúng ta, nói, một thanh niên thần sắc do dự, nói chúng ta đang làm việc cho đại diện Nam Mỹ. Lời nói của tiểu hắc tử không cần để ý tới. Vệ Thu Căn khoát tay áo. Chợt cười lạnh một chút, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, giới quyền Anh Nam Mỹ muốn gây sự, mặc dù không tìm Uy Dương quyền quán chúng ta, còn có thể có quyền quán khác đáp ứng bọn họ, làm sân chính của trận đấu. Với sức nóng hiện tại, chính là thời cơ tốt để Uy Dương quyền quán chúng ta đánh ra danh tiếng, chỉ là một vài hiệp sĩ bàn phím, không tinh là cái gì. Hơn nữa, ân oán giữa chúng ta và Sở Trần ở quyền giới cũng không phải là bí mật gì. Vệ Thu Căn ngồi nghiêm chỉnh. Cầm lấy chén trà trên mặt bàn, bình tĩnh thưởng thức một ngụm trà, chính là chuyện giang hồ. Giang hồ, cho dù chúng ta đứng về phía quyền giới Nam Mỹ, đối phó Sở Trần,
vậy cũng không có gì đáng trách. Cậu lớn nói đúng, cô gái trẻ tuổi ngồi bên cạnh Vệ Thu Căn, rõ ràng chính là tiểu thư Diệp gia Diệp Yên, giờ phút này, trong con ngươi Diệp Yên tràn đầy thù hận, đây là quyết định một mũi tên trúng hai con nhạn, quan trọng nhất là, chỉ cần Sở Trần dám xuất hiện, liền để cho Sở Trần không thể rời khỏi Uy Dương quyền quán, mặc kệ tốn giá bao nhiêu, tôi nhất định phải dùng cái chết của Sở Trần để tế điện linh hồn của Ngọc Hằng trên trời. Diệp Yên vừa dứt lời, Vệ Thu Căn không khỏi sửng sốt một chút, Hoàng Ngọc Hằng hắn, hốc mắt Diệp Yên đỏ lên, nắm chặt nắm đấm, Hoàng gia có tin tức truyền đến, Ngọc Hằng bởi vì chữa trị hai chân của hắn, xảy ra một chút ngoài ý muốn, hắn chết rồi. Y Vệ Thu Căn hít sâu một hơi, vỗ vỗ bả vai Diệp Yên, Yên Nhi, cháu yên tâm, cậu sẽ giúp cháu báo thù, ta nghe Triệu sư phụ nói, bọn họ sắp tiến hành tỷ đấu, đều phải ký kết khế ước sinh tử, đến lúc đó, quyền cước không có mắt, sinh tử do mệnh. Diệp Yên nặng nề gật đầu, sân bay, tôi đang ở sân bay, đúng, không sai. Sở Trần cúp điện thoại, có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Nam Cung Quân bên cạnh. Anh đã nhận được mấy cuộc điện thoại, đồng thời, Sở Trần cũng biết được Triệu Phương Tuyền tổ chức buổi gặp mặt truyền thông này. Quân tỷ tỷ, chúng ta ngược lại muốn tốc chiến tốc thắng, để cho bọn họ không kịp kêu gào, liền rời khỏi Trung Quốc, nhưng không nghĩ tới, đối phương khẩn cấp như vậy. Sở Trần bất đắc dĩ nói, tỷ nói bọn họ mưu đồ gì. Nam Cung Quân khẽ cười, chứng tỏ bọn họ rất thông minh, nếu không, ngay cả cơ hội công phu miệng lưới cũng không có. Toàn trường tập trung, toàn bộ mạng bàn tán sôi nổi. Sở Trần khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn lối đi phía trước, làm nền ngược lại làm đầy rồi, chỉ là, kết cục chưa chắc đã như bọn họ mong muốn. Đúng rồi, Quân tỷ tỷ, đại diện Nam Mỹ có 5 đại cao thủ. Tỷ có hứng thú tìm hiểu tư liệu của bọn họ một chút không? Thông tin về 3 người trong đó, giống như Trương Đạo Trường nghe được. Nam Cung Quân nói, 5 người bọn họ cùng nhau lên, có lẽ có thể mang đến cho ta một chút phiền toái. Nghe vậy, Sở Trần càng thêm yên tâm. Đổi lại là bất kỳ khoảng thời gian nào, phái đoàn Nam Mỹ nổi lên một cơn bão như vậy, Sở Trần đều khó có thể ứng phó. Nhưng hôm nay vừa vặn, Quân tỷ tỷ ở bên cạnh anh. Quân tỷ tỷ là một trong những cường giả đứng ở đỉnh phong giới võ giả Trung Quốc. Không ít tiếng bước chân dồn dập chạy về Fla này. Có người bình thường xem náo nhiệt, cũng có phóng viên truyền thông. Cung Thường Hồng cùng thanh niên Tiểu Du cũng đến. Cung hội trường xem đi. Tiểu Du chỉ về phía trước, chúng ta tới vừa đúng lúc, đoàn Nam Mỹ đã đến. Đông đảo ánh mắt nhìn về phía cửa lối đi. Một đám người đi ra, trong đó 5 đạo thân ảnh bị vây quanh, như là chúng tinh cùng nguyệt, cất bước đi tới. Cho dù là người bình thường, cũng ở giờ khắc này nhận ra một cỗ khí tức áp bách vô hình, hai mắt mở to. 5 đại cường giả, thật là mạnh, Lai Đặc Mã Luân đẹp trai quá. Có người đồng loạt xông lên, nhưng, phái đoàn Nam Mỹ hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, 10 mấy vệ sĩ mặc Âu phục dày ra tách đám người ra. Mã Luân sư phụ tôn kinh, xin chào, Triệu Thiên Hạo cũng đi tới mấy trận, mạnh mẽ áp chế kích động trong lòng. Sau khi chào hỏi vài tên cường giả đại diện cho giới cận chiến Nam Mỹ Dĩnh Phong, cuối cùng hướng nói với Lai Đặc Mã Luân, tôi là đệ tử Triệu Phương Tuyền, sư phụ đang tổ chức buổi gặp mặt truyền thông, cho nên để cho tôi đến đón mấy vị sư phụ. Lai Đặc Mã Luân hơi gật đầu, 4 người còn lại thần sắc lạnh nhạt, phảng phất đã sớm quen với cục diện như vậy. Mấy vị sư phụ, mời. Triệu Thiên Hạo nghiêng người xua tay, nói tiếng Nam Mỹ lưu loát, trong lúc bất chợt, thanh âm đột nhiên dừng lại. Đồng tử đột nhiên mở to đến cực hạn, không thể tin nhìn về phía trước, trong đám người, 2 đạo thân ảnh chậm rãi cất bước đi ra. Người phụ nữ quần áo trắng hơn tuyết, dung nhan khuynh thế, tuyệt mỹ như tiên tử đi xuống phàm trần, cho dù là đi ra trong đám người, cũng có vài phần khí tức siêu phàm thoát tục. Người đàn ông, Triệu Thiên Hạo không muốn hình dung, dù sao hắn thoạt nhìn cực kỳ không vừa mắt, chính là Sở Trần. Sở Trần, Triệu Thiên Hạo theo bản năng lui về phía sau một bước. Hắn nhớ tới sợ hãi bị Sở Trần chi phối bên bờ sông Châu Giang. Sở Trần quả nhiên tới. Cung Thường Hồng theo bản năng nhìn thờ, hắn phảng phất đoán được mục đích của Sở Trần. Lúc này, rất nhiều người chú ý tới Sở Trần. Có người trực tiếp thốt ra, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, 2 chữ liên tiếp, bị ẻo đạt khiếp sợ của mọi người ở đây. Tôi vừa bình luận trên Weibo một câu, đây là đoàn Nam Mỹ đang hát một vở kịch solo đi, một nhân vật chính khác Sở Trần căn bản không đáp lại. Vậy, Sở Trần làm sao lại đến sàn bay? Tôi làm sao cảm giác Sở Trần cũng là tới làm gì đó? Người phụ nữ bên cạnh Sở Trần, thật đẹp a, cảm giác giống như tiên tử trong truyền thuyết Đông Phương Tiên Hiệp chúng ta vậy.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, không dám tin Sở Trần lại xuất hiện ở sân bay Dương Thành. Sở Trần nhìn về phía đám người Lai Đặc Mã Luân, khuôn mặt tuấn lãng toát ra ý cười ôn hòa như ngọc, rực rỡ đến cực điểm, chào mừng đến Trung Quốc. Trung Định Anh là phóng viên thực tập thời sự buổi tối của Dương Thành, 12 giờ trưa vốn đã tan làm, nhưng mà, tạm thời nhận được thông báo của lãnh đạo, muốn cô đến sản bay Dương Thành, chụp một số SLNS ảnh về đoàn Nam Mỹ khi đến sân bay Dương Thành. Trên đường ra sân bay, Trung Định Anh đã TLM hiểu toàn bộ sự việc. Sau khi đến sân bay, Trung Định Anh hội ngộ cùng đồng nghiệp Trương Trấn. Khi phái đoàn Nam Mỹ đi ra, hãy nhớ chụp thêm vài bức ảnh cận cảnh về năm cao thủ như Lai Đặc Mã Luân, đây là báo cáo chính. Trương Trấn là người có thâm niên thời sự buổi tối ở Dương Thành, vừa đi về phía trước, vừa cản dặn, giao phó Trung Định Anh một số chuyện. Trương Trấn nhìn cô gái trẻ tuổi này, dần dần, sâu trong nội tâm phảng phất như có cái gì đó bị va chạm trúng. Một lát sau, Trương Trấn cười, được. Cô nói đúng, mặc kệ người khác đưa tin như thế nào, thời sự buổi tối Dương Thành chúng ta, liền rõ ràng đứng ở bên Sở Trần, cô cử việc chụp ảnh nhiều hơn, chủ biên bên kia, tôi sẽ xử lý. Nghe vậy, Trung Định Anh nhất thời kích động, mừng rỡ gật đầu cảm ơn anh Trương. Tôi cảm ơn cô mới đúng, cô nói đúng, chúng ta tuy rằng là nhân vật nhỏ, thế nhưng, nhân vật nhỏ cũng có kiên định và nguyên tắc của những nhân vật nhỏ. Trương Trấn đột nhiên nghiêm túc hướng Trung Định Anh nói, đa tạ ngươi, để cho ta tìm lại chính mình. Trương Trấn đột nhiên hô to về phía trước một tiếng, Sở Trần, cố lén. Cố lên, Sở Trần, vậy mới được chứ. Đám đông có người liên lục lên tiếng. Triệu Thiên Hạo thần sắc toát ra cười nhạo, ánh mắt khinh miệt nhìn Sở Trần, ngươi không phải rất giỏi đánh sao? Nếu có bản lĩnh, đáp ứng khiêu triển của năm đại cao thủ Nam Mỹ. Sở Trần nghiêng mặt nhìn về phía Nam Cung Quân, Quân tỷ tỷ, chiến thư xuống. Nam Cung Quản cắt bước đi về phía trước hai bước, Trung Quốc còn có rất nhiều châm ngôn điển cố, ví dụ như tự cao tự đại, ếch ngồi đáy giếng, kỳ thật đều rất thích hợp với các người. Nam Cung Quân nở nụ cười, thanh âm thanh thúy linh động, nếu các người muốn khiêu chiến võ thuật Trung Quốc, vậy thì, các người cùng lên đi. Trần Trần, lùi lại. Sở Trần không chút do dự lui về phía sau vài bước. Thanh âm xôn xao tại hiện trường trong nháy mắt bốc lên trời. Trước khi Nam Cung Quân mở miệng, không ít người đều nghi hoặc thân phận của cô, thậm chí chưa từng gặp qua Tống Nhan, còn suy đoán cô có phải là tam tiểu thư Tống gia trong truyền thuyết hay không. Nhưng không nghĩ tới, cô thế nhưng thay Sở Trần ứng chiến, hơn nữa muốn một lần khiêu chiến năm đại cao thủ đỉnh phong Nam Mỹ. Sở Trần còn ngoan ngoãn lui xuống. Thì cái này, sao lại như vậy? Trung Định Anh không thể tin vào mặt mình, cường giả y Nam Mỹ thế lực hung hăng, bị một người y phụ nữ áo trắng chắn ở sân bay. Nhanh, chụp lại, Trương Trấn lẩy lại tinh thần, vội vàng thúc giục. Trong đám người, còn có thanh âm hồ to, thần tiên tỷ tỷ, cố lên. Âm thanh quen thuộc, Sở Trần quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Tống Thu, hắn thế nhưng cũng chạy tới. Điều khiến Sở Trần phiền não nhất chính là, tên này đã trực tiếp không để ý đến anh, trong mắt chỉ có thần tiên tỷ tỷ. Cung hội trưởng, cô gái này, thanh niên Tiểu Du vừa muốn mở miệng, ánh mắt thoáng nhìn Cung Thường Hồng, thấy thần sắc Cung Thường Hồng mơ hỏ mang theo hưng phấn chờ mong, không khỏi sửng sốt. Cô ấy là sư phụ của Sở Trần. Cung Thường Hồng nói, câu nói vừa rồi, cô ấy có tư cách nói. Đồng tử của thanh niên Tiểu Du chấn động, câu nói vừa rồi, để cho năm đại cao thủ Nam Mỹ cùng lên. Thanh niên Tiểu Du nín thở, hắn có loại cảm giác, cục diện kế tiếp, hắn sẽ cả đời khó quên. Toàn trường chú ý, áo trắng hơn tuyết, chói mắt. Khuôn mặt Sở Trần như thường, bình tĩnh tự nhiên, tươi cười, ánh mắt chờ mong nhìn Nam Cung Quân. Anh rể, anh thật sự định để thần tiên tỷ tỷ một mình đối mặt với năm đại cao thủ Nam Mỹ sao? Tống Thu vội vàng chen qua đám người đi tới, nghe nói năm vị này, nhưng đại diện cho sự tồn tại đỉnh cao của giới quyền Anh Nam Mỹ. Tống Thu thần sắc lo lắng, hận không thể tự mình xông lên. Nhìn cho thật kỹ đi. Sở Trần nói, Quân tỷ tỷ sẽ dạy bọn họ làm người, để cho bọn họ biết cái gì gọi là kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn. Đồng tử Tống Thu co rụt lại. Lúc này, đám người Lai Đặc Mã Luân cũng biết ý tứ của Nam Cung Quân dưới sự phiên dịch của Triệu Thiên Hạo, cả đám trực tiếp bật cười. Nãm đại cao thủ cận chiến ánh mắt đều rơi vào trên người Nam Cung Quân, đôi mắt không che giấu được một tia kinh diễm. Đúng là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng đầu óc lại không tốt lắm. Lai Đặc Mã Luân cười mỏ, miệng. Cậu nói với cậu ấy, những người như cô ấy, trong giới quyền Anh Nam Mỹ, ngay cả hạng ba cũng không tính là.
Triệu Thiên Hạo có năm đại cao thủ làm chỗ dựa, nói chuyện cũng cứng rắn, nói nguyên vẹn lời của Lai Đặc Mã Luân. Một trận gió nhẹ nhàng bay lên, áo trắng phất phất, con người Nam Cung Quân bình tĩnh, bớt nói nhảm, đi lên đánh một trận. Năm đại cao thủ cận chiến Nam Mỹ, chẳng lẽ là năm đại cao thủ miệng lưỡi? Sau khi thanh âm của Triệu Thiên Hạo phản ứng qua, một gã Nam Mỹ lưng hùm vai ghếu hô to xông ra, khuôn mặt toát ra nhe răng cười, dáng người của hắn đứng lén, giống như quái vật khổng lồ đứng ở trước mặt Nam Cung Quân, thủ đoạn độc ác, cứ để Á Nhĩ Mạn ta làm đi. Á Nhĩ Mạn thân cao gần 2 mét, thân hình khổng lồ cùng một bộ áo trắng tao nhã phía trước tạo thành đối lập mãnh liệt. Không ít người kinh hò thành tiếng, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Cũng có người điện thoại di động hướng về phía trước. Trong thời đại mà mọi người đều là tự truyền thông, tốc độ truyền tải tin tức quá nhanh, trong lúc phát sóng trực tiếp trên một nền tảng nào đó, một tiêu đề vô cùng bắt mắt, sân bay người phụ nữ phương Đông bí ẩn chặn năm đại cao thủ cận chiến của Nam Mỹ. Trong lúc nhất thời, dẫn tới vô số người quan sát. Dĩ nhiên là thật, tôi còn tưởng rằng nó chỉ là một loại tiêu đề. Phái đoàn Nam Mỹ không phải bày lôi đài ở Uy Dương Quyền Quán, chờ sờ chẳng đến, sao? Sao còn chưa ra khỏi sân bay, đã bị người chặn lại rồi? Mọi người có thấy không? Phía sau người phụ nữ áo trắng, là Sở Trần. Người chủ trì có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở hiện trường không? Sư phụ Sở Trần xuất hiện, nói thẳng một y mình đấu năm đại cao thủ cận chiến. Hiện tại y xuất hiện trước mặt có chính là đệ nhất y giới nhu thuật Nam Mỹ, Á Nhĩ Mạn, một thân nhu thuật của hắn nghe nói đã đến y mức soạt thần nhập hóa, thi triển, làm cho y người ta khó lòng phòng bị. Rất nhiều người thắt chặt nội tâm, bên trong Uy Dương Quyền Quán, y Triệu Phương Tuyền đã dẫn theo đông đảo, phóng viên truyền thông đến, trường thương đoản pháo, khí phái vô cùng. Hoan nghênh Triệu Sư Phụ, khuôn mặt Vệ Thu Căn mỉm cười. Nhìn đông đảo phóng viên truyền thông không ngừng chụp ảnh quyền quán của hắn, nội tâm Vệ Thu Căn vui vẻ nở hoa. Một mũi tên trúng mấy con chim, Vệ Thu Căn thật sự quá mong chờ khoảnh khắc hai bên triển khai quyết đấu. Trong số các phóng viên truyền thông, đột nhiên có người hét lên. Đánh nhau rồi, đám đỏng xôn xao, không ít người nhao nhao lấy điện thoại di động ra, ánh mắt toát ra không thể tin được. Triệu Phương Tuyền và Vệ Thu Căn cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Bí ẩn sân bay người phụ nữ phương Đông chặn năm đại cao thủ cận chiến Nam Mỹ. Khuôn mặt Triệu Phương Tuyền trực tiếp trầm xuống, hắn trước tiên liền đoán được thân phận người phụ nữ phương Đông thân bí kia. Bên bờ sông Châu Giang, hắn ngay cả một y chiêu người phụ nữ phương Đông thần bí ỷ kia cũng không địch lại. Nhưng mà, làm cho Triệu Phương Tuyền một hơi an tâm chính là, ở trước mặt năm đại cường giả đỉnh phong Nam Mỹ ở Dương Thành, hắn đồng dạng một chiêu cũng không địch lại. Điều này có nghĩa là họ tồn tại cùng một cấp độ. Hừ, chặn đường sân bay, bọn họ không thể chờ đợi đọc muốn tự rước lấy nhục nhã a. Đại diện Nam Mỹ cười khẩy lèn tiếng, Vệ Thu Cản cau mày, nội tâm thầm mắng, Sở Trần thật không biết xấu hổ, lại tình nguyện ở sân bay xấu mặt, cũng không để Uy Dương Quyền Quán của ta gia tăng độ phơi bày. Diệp Yên không lên tiếng, mà cầm lấy di động, tìm được phòng Livestream, nhấn vào. Ánh mắt toàn mạng đều tập trung ở sân bay Dương Thành. Á Nhĩ Mạn sải bước về phía trước, đồng thời nhe răng cười rộ lên, miệng hô to, cô gái phương Đông, để cho cô cảm thụ một chút lực đàn ông đến từ Nam Mỹ. Cự trưởng như quạt vỗ về phía Nam Cung Quân, đôi mắt Nam Cung Quân nhìn chằm chằm, tầm mắt khẽ híp lại. Một trưởng nhìn như tùy tiện, kỳ thực ẩn chứa mấy loại biến hóa, tùy thời ứng biến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.